chương 31 31 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tưởng Bách Xuyên ôm Tô Dương đi phòng làm việc của nàng Tô Dương cười xấu xa Thật muốn ở văn phòng đến một lần Tưởng Bách Xuyên ngước mắt liếc nhìn nàng một cái Hai lần ta cũng không để ý Ai hết, ta đi Này không phải là ô nhiễm không khí sao Tô Dương cười đến không ngậm miệng lại được tưởng bách xuyên đem nàng đặt ở ghế tựa, lại không lưng cho nàng mở ra máy tính, hỏi nàng. Mấy mấy giờ có thể kết thúc? Tô Dương vẫn là ôm lấy của hắn cổ, cố ý bẻ công hắn ý tứ trong lời nói, môi nàng giác nhất câu. Thời gian dài ngắn không phải là đều xem nam nhân sao. Tưởng Bách Xuyên dùng sức xoa xoa của nàng cổ, Tô Dương sợ ngứa, không khỏi co rúng lại đứng lên, ta không nói bừa, ngươi buông tay. Tưởng Bách Xuyên buông ra nàng, lại cho nàng ngã một ly nước ấm tô dương uống lên mấy khẩu khởi công sửa đồ tưởng bách xuyên đến của nàng trong giá sách cầm mấy vốn có nàng tác phẩm tạp chí lật xem hắn dựa ở giá sách biên trên quầy ba chi chân nghiêm cẩn thưởng thức của nàng tác phẩm mỗi lần đi lại hắn đều sẽ đem trong khoảng thời gian này tích góp từng tí một tạp chí xem một lần xem xong sau liền khác đặt ở giá sách một khác cách lý mà dựa vào giá sách tối bên trái kia nhất cách bên trong Tô Dương đều sẽ tập quán tính đem gần nhất tạp chí bỏ vào đi. Nhiều năm như vậy, nàng chưa nói, hắn cũng biết. Thành hiểu trong lòng mà không nói ăn ý. Hơn một giờ sau, tưởng Bách Xuyên đem sở hữu trên tạp chí của nàng tác phẩm đều xem xong, hắn thích, sẽ theo thủ dùng di động vỗ xuống dưới. Tạp chí xem xong, hắn đem của nàng giá sách sửa sang lại một phen. Đem tạp chí ấn thuộc loại cùng thời gian trình tự phóng hảo kỳ thực mỗi lần đi lại hắn đều sẽ thay nàng sửa sang lại giá sách nhưng lần sau lại qua như củ loạn không được hắn đại khái đoán ra nàng là cố ý buôn bán như vậy loạn đã nghĩ hắn cho nàng thu thập mỗi lần hắn đều sẽ nhẫn nại cho nàng sửa sang lại hảo giá sách sửa sang lại hảo tưởng bách xuyên chuyển một cái ghế ở tô dương bên cạnh ngồi xuống không có chuyện gì khả làm hắn chi đầu xem nàng sửa đồ tô dương một khi tiến vào công tác trạng thái sẽ quên bên người nhân hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của bản thân. Đột nhiên, tưởng Bách Xuyên thấy được An Bình trong tay kia chi lộ dịch 14 hoa hồng, hắn tầm mắt dừng ở tô dương trên mặt, nhẹ nhàng hô nàng một tiếng. Đồng đồng. Ân. Tô Dương tầm mắt vẫn là chuyên chú ở trên màn hình. Này hoa hồng là chỗ nào đến? Ta buổi sáng ở cửa hàng bán hoa mua. Nguyên tưởng rằng Tô Dương đem hắn mua cho nàng hoa cầm cấp nữ nhân khác. Tưởng Bách Xuyên, Nga, Thanh, không nói nữa, tiếp tục xem nàng sửa đồ. Này trương ảnh chụp sửa hảo, Tô Dương buông chuột, quay đầu nhìn hắn. Vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì tới? Cái kia vấn đề nàng chính là trả lời, cũng không đa nghi. Vừa chuyển mặt liền cấp quên mất. Tưởng Bách Xuyên cúi xuống, ta nói ngươi đối này kêu an bình hảo giống không sai. Trả lại cho nàng mua hoa. Tô Dương gật đầu nàng chính là vì màn ảnh mà sinh tinh linh tiểu ngực tinh linh nàng vừa cười nhìn hắn của ta tân tạp chí nhìn không tưởng bách xuyên đáp phi sở vấn giá sách đã thu thập xong tô dương đột nhiên thấu đi qua ở hắn khóe môi hôn hạ còn không đã ghiền lại trắc hạ buổi tối đánh thưởng ngươi tưởng bách xuyên cười nhẹ dư quang liếc mắt trên máy tính thời gian vỗ vỗ đầu nàng chạy nhanh làm việc đi Tô Dương ứng thanh, đột nhiên đứng lên, đem ghế dựa về phía sau đá một cước, nói với Tưởng Bách Xuyên: "Cho ngươi cái có du thủy chuyện gì làm?" Tưởng Bách Xuyên hắn tùy theo đứng lên, tha quá của nàng kia trương ghế dựa ngồi xuống, lại hướng phía trước đi vài bước, nắm của nàng thắt lưng. "Ngồi xuống đi." Tô Dương ngồi ở trên đùi hắn, tiếp tục sửa đồ. Tưởng Bách Xuyên đem nàng ôm vào trong ngực, không lại nhìn nàng sửa đồ lấy ra di động cấp tưởng mộ tranh phát ra điều tin tức an bày thế nào tưởng mộ tranh ngươi cũng chưa làm cho ta phản bội tiền tài ta đương nhiên liền sẽ không phản bội ngươi yên tâm đi thỏa thỏa nhi nghe răng nghe răng tưởng bách xuyên nếu làm hỏng ngươi một xu cũng không còn thấy tưởng mộ tranh tưởng bách xuyên rời khỏi vi tính bắt đầu xem tin tức tài chính và kinh tế bản bên trong Doãn Lâm tài sản đoàn đội còn tại cùng sofa cao tầng tiếp xúc. Xem xong chỉnh điều tin tức sau, hắn A một tiếng. Lúc này di động lại có tin tức tiến vào, là Giang Phàm phát đến, nhắc nhở hắn. Tưởng tổng, minh 8 giờ tối, công ty Noel giả tiền cuối cùng một lần cao tầng hội nghị. Tưởng Bách Xuyên. Tốt, ngày mai buổi chiều ngươi lại nhắc nhở ta một lần. Giang Phàm. Hảo. Tô Dương cảm giác tưởng Bách Xuyên luôn luôn tại động, quay đầu nhìn hắn. Đang vội công tác. Ân, cùng Giang Phàm gửi thư tính tức, đêm mai có cái hội nghị. Nga. Tô Dương không hỏi nhiều nữa, lại chuyển qua đi tiếp tục sửa đồ. Tưởng Bách Xuyên thu hồi di động, vây quanh nàng, cầm đặt tại nàng đầu vai, còn có hai ngày chính là bình an đêm, ngày mai theo giúp ta đi một chuyến thương trường. Tô Dương. Cấp lâm lâm tuyển lễ vật. Tưởng Bách Xuyên gật đầu. Ân. Tô Dương cười. Hảo, ta cũng đã lâu không thấy được nha đầu kia. Lâm Lâm là Giang Phàm cùng Diệp Đông Nữ Nhi. Nàng xem Lâm Lâm sinh ra, lớn lên, sau này cũng xem phụ mẫu nàng ly hôn. Tô Dương sửa hoàn toàn bộ ảnh chụp sau, đã là buổi tối 6 giờ. Sắc trời đã đen. Quan thượng đăng, khóa chặt cửa, nàng cùng tưởng Bách Xuyên dắt tay rời đi văn phòng trên đường trở về tưởng bách xuyên hỏi nàng muốn hay không đi ba mẹ trong tiệm nhìn xem tô dương giữa trưa ăn cơm trở về lúc ta đi ngang qua bên kia đi xuống chơi vài phút ăn cái nướng khoai lang đâu còn là nhà ta lão tô nướng khoai lang ăn ngon tưởng bách xuyên cười cười chuyên tâm lái xe đến trong tiểu khu tưởng bách xuyên đi rồi một cái khác nối thẳng ra ra ngầm đại môn tô dương tò mò hỏi đi như thế nào này môn hôm nay muốn đứng ở gara ngầm lúc trước nàng ngại đứng ở gara ngầm phiền toái bọn họ liền mua hai cái lộ thiên chỗ đậu xe bình thường đều là đứng ở nhà trọ lâu bên cạnh chỗ đậu xe tưởng bách xuyên nói đã quên hôm nay là ngày mấy tô dương nghĩ nghĩ nháy mắt mấy cái cùng hôm nay là ngày mấy có liên quan sao ân tưởng bách xuyên không nói cái gì nữa Xe đã vào địa hạ bãi đổ xe. Vài phút sau, xe ngừng hẳn. Tưởng Bách Xuyên đưa tay đem Tô Dương dây an toàn cởi xuống, lại nhắc nhở nàng. Đem bao trên lưng. Tô Dương. Ôi ôi ôi, không phải nói muốn hôn mấy mấy giờ sao? Cái này về nhà. Không kịp nghĩ nhiều, nàng lấy thượng bao đẩy cửa xuống xe. Đem ba lô trên lưng sau, xem Tưởng Bách Xuyên. Thật sự về nhà nha tưởng bách xuyên xem nàng, muốn cười không cười. Ngươi nếu không nghĩ hồi cũng xong nha, nơi này không khí cũng không được tốt lắm, không tồn tại đều bị ô nhiễm cách nói. Tô Dương nghe ra của hắn ý tại ngôn ngoại, trợn trừng mắt. Tưởng bách xuyên vòng qua đầu xe đi tới, đem nàng kéo ở trong ngực. Tô Dương ngẩng đầu tưởng đổi hắn vài câu, vừa há mồm, tưởng bách xuyên hôn liền áp chế đến. Lúc này, hắn hỏi có chút kịch liệt, Tô Dương kém chút không đứng vững, về phía sau lui hai bước, trực tiếp dán tại trên cửa xe. Tưởng Bách Xuyên quấn quít lấy của nàng lưỡi, hai tay dùng sức ấn của nàng lưng, đem nàng thiếp hướng thân thể của chính mình. Tô Dương hơi hơi nhón chân, hoàng trụ của hắn cổ, nhiệt tình đáp lại hắn. Hai người hôn truyền miên đến cực điểm. Thời kỳ có ô tô khai tiến vào, Tô Dương tưởng đẩy ra hắn, khả tưởng Bách Xuyên đem nàng ôm thật chặt, thôi bất động. Nàng tưởng quay mặt nói hai câu, khả môi vừa ly khai của hắn môi, Tưởng Bách Xuyên lại lập tức phủ trên đi. Nàng nói chuyện cơ hội đều không có, sau này hắn hôn rất mật, nàng kém chút thở hỗn hển đến. Như vậy kịch liệt, nàng không tự chủ nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt kia tràn hôn môi. Mặc dù đi qua 11 nhiều năm, nàng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn 20 phút sau, hai người đều có điểm khống chế không được, Tưởng Bách Xuyên thoáng nới ra nàng để cái trán của nàng. Về nhà. Ân. Nói xong, hai người lại không nhịn xuống, thân ở cùng một chỗ. Vài phút sau, tưởng bách xuyên triệt để nới ra nàng, nắm tay nàng bước nhanh hướng thang máy. Đến trong thang máy, hắn tưởng thân nàng, nhưng lo lắng đã có camera, liền nhịn lại nhịn. Đến nhà trọ, quan thượng sau đại môn, hai người liền thẩn cấp ôm ở cùng nhau. Tưởng bách xuyên đem nàng vướng bận quần áo bỏ đi, bay lên không ôm lấy nàng, đem nàng để đang xoay tròn thang lầu bên cạnh, đưa tay tham tiếng của nàng quần lót lý. Tô Dương không khỏi tân, thanh, bắt đầu chủ động tác hôn. Thân thể của nàng đã sớm ướt át, tưởng Bách Xuyên cũng không lớn như vậy nhẫn nại lực lại đi làm tiền diễn, trực tiếp túng hạ của nàng quần lót, cởi xuống bản thân dây lưng, dùng sức tiến vào thân thể của nàng. Tô Dương ôm của hắn cổ, buồn hừ một tiếng. Đau. Có chút không thích ứng, không đau. Kỳ thực đau là phía sau lưng, để ở thang lầu bằng gỗ thượng các hoảng. Kích tình qua đi, hai người đều đại hãng đầm đìa. Tô Dương mềm nhũng dựa vào ở trong lòng hắn, mệt chết, ta nghỉ ngủ một giấc. Tưởng bách xuyên trà sát cái trán của nàng. Thế này mới mấy điểm ngươi liền buồn ngủ. Còn chưa có ăn cơm đâu. Tô Dương cúi để mắt ra. Tưởng ngủ một giấc, đứng lên lại ăn khuya đi. Ông ta đến trên giường được không? Tưởng Bách Xuyên. Trước tắm rửa một cái trở lên giường. Tô Dương không nhường Tưởng Bách Xuyên cho nàng tắm, bản thân kéo mỏi mệt thân thể đi phòng tắm. Tắm rửa xong, liền đi lên giường, có thể là ngủ ở nhà mình trên giường, lại vận động quá lượng, không quá 2 phút, nàng liền ngủ. Tưởng Bách Xuyên tắm qua sau, đi phòng bếp hạ bát mì điều ăn, thời gian còn sớm, hắn phải đi thư phòng chờ tưởng mộ tranh tin tức đã chờ, hữu chờ, cũng không chờ đến đôi câu vài lời. Hắn phát ra tin tức đi qua. Tình huống gì? Ngươi chuẩn bị kéo dài tới kia năm. Vài phút sau, có tin tức tiến vào, không phải là tưởng mộ tranh tin tức, là gian phàm. Tưởng tổng, ngài cùng Tô Dương ở hạ bãi đổ xe ảnh chụp bị cho sáng tỏ, hiện tại Uy Bộ Thượng điên rồi, ngài chạy nhanh nhìn xem, có cần hay không xử lý một chút. Tưởng Bách Xuyên cũng không đăng nhập Weibo. Bộ. Hồi nàng. Không cần. Giang phàm tâm thần lĩnh hội. Hảo. Tưởng bách xuyên thế này mới đổ bộ Uy Bộ, hắn đều chuẩn tốt lắm Uy Bộ Luân Hãm chuẩn bị, nhưng là mở ra, quạng cu ẻ đáng thương, căn bản còn có hắn đoán trước như vậy nhắn lại phô thiên cái địa. Hắn dự cảm không tốt, chạy nhanh tìm ra Tô Dương Uy Bộ điểm đi vào, của nàng Uy Bộ hạ là Thật Luân Hãm. Nhưng là nhìn đến bình luận bên trong, đều đang hỏi nàng Rốt cuộc cái kia nam nhân là cố hằng vẫn là lục dục thành khi, hắn cả người đều rất không tốt. Hắn cùng bọn họ bóng lưng liền giống như. Tưởng bách xuyên chạy nhanh sưu ra cái kia ủi bộ, là mổ nổi danh bác chủ bột ra. Mỹ nữ nhiếp ảnh gia Tô Dương đã danh hoa có chủ, sau đó còn kèm trên Tô Dương cùng hắn ở gara ngầm ủng hôn ảnh chụp. Tô Dương mặt rõ ràng có thể thấy được, khả bóng lưng của hắn cố ý bị mơ hồ xử lý, chỉ nhìn ra được là cái nam nhân bóng lưng. Phía dưới bình luận bên trong, có thật nhiều cố hàng phan, đều là chúc mừng cố hằng Chúc mừng nhà của ta cố ảnh đế rốt cục ôm mỹ nhân về, còn có lục duật thành phan, sở hữu nhắn lại đại khái ý tứ chính là. Này bóng lưng rõ ràng liền là nhà ta lục bút, sau đó sở hữu nhắn lại bên trong, chỉ tự chưa đề tưởng bách xuyên này ba chữ. Tưởng bách xuyên bình phục hạ hô hấp, tìm ra tưởng mộ tranh điện thoại đánh đi qua. Mấy mười giây sau, tưởng mộ tranh mới tiếp nghe, đi lên liền bắt đầu oán giận tưởng bách xuyên ngươi có phiền hay không ta chính vội vàng đâu tưởng bách xuyên nhịn lại nhịn tưởng mộ tranh ngươi xem ngươi đều là mời cái gì paparazzi chụp tấm hình đều sẽ không sao cúi xuống hắn đột nhiên ý thức được vẫn là nói ngươi cố ý tưởng mộ tranh cười đem ngươi chụp rõ ràng liền không hảo ngoạn ngươi xem hiện tại nhiều náo nhiệt tưởng mộ tranh ngươi cho ta chờ thật sự là được việc không đủ bại sự có thừa gì đó. Tưởng Bách Xuyên khí trực tiếp đem di động ném vào trên bàn. Nhìn chầm chầm màn hình máy tính nhìn sau một lúc lâu, hắn buồn bực, thế nào bạn trên mạng hội liên nghĩ tới cái này bóng lưng là cố hằng cùng lục duật thành. Hắn lại đi uầy bộ tìm tòi cùng cố hằng cùng lục duật thành có liên quan. Mới phát hiện có người giữa trưa liền cho sáng tỏ mấy trương tô dương cùng lục duật thành ăn cơm ảnh chụp. Mà phía trước Cố Hằng lại cùng Tô Dương cùng nhau quay chụp quảng cáo phiến Cố Hằng còn tại bản thân ủy bộ thượng tuyên truyền này quảng cáo phiến Tưởng Bách xuyên xoa xoa mi tâm, suy nghĩ một lát, trở lại bản thân ủy bộ chủ trang web, phát ra thủ điều tư nhân động thái. Kết hôn hai đầy năm vui vẻ. Tô Dương, bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32. 32 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tưởng bách xuyên xem trên màn hình trà sát cỏ không ngừng dâng lên bình luận điều sổ không mở ra xem hắn đối bình luận không quan tâm nhưng cũng biết cái này là triệt để phát hỏa ngày mai khẳng định là trang giải trí đầu đề nói không chừng tài chính và kinh tế tin tức cũng sẽ báo danh hắn mua bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cầm như có đâm chiêu xem cái kia động thái hắn luôn cảm thấy còn thiếu chút gì chỉ là kết hôn 2 năm, không đủ để rung động người khác. Vài giây sau, tưởng Bách Xuyên mở ra trong máy tính tướng sách, theo bên trong lấy ra một trương sớm chút năm hắn cùng Tô Dương chụp ảnh chung, trong ảnh chụp hắn mặc bên ngoài vận động trang, mà Tô Dương còn mặc cao trung giáo phục. Hắn theo sau lưng ôm lấy nàng, nàng cười tùy ý phô trương. Niên thiếu khi bộc lộ tài năng, nhiều năm sau nội liễm trầm ổn, hắn hết thảy trưởng thành thành thục, đều từ nàng chứng kiến này trương ảnh chụp là ở cố cung lý chụp, là một cái tuyết thiên. Ngày đó hắn theo New York bay trở về xem nàng, là thứ sáu giữa trưa, hắn liền khuyến khích nàng kiều khóa, mang nàng đi cố cung xem cảnh tuyết. Xem xong cảnh tuyết sau, hai người đều nhanh đông lạnh thành băng, hắn liền mang nàng đi của hắn nhà trọ. Cũng chính là ngày đó, bọn họ lăn ráp giường. Tưởng Bách Xuyên kịp thời đình chỉ nhớ lại, đêm này trương trên ảnh chụp truyền, cũng xứng câu trên tự luyến ái 11 đầy năm vui vẻ. Tô Dương điểm kích phát bố. Phát hoàng sao, hắn cũng không lại nhìn ủi bộ, trực tiếp quan thượng máy tính. Tưởng Bách Xuyên trở lại phòng ngủ, Tô Dương còn tại ngủ say. Hắn ngồi ở mép giường, hai tay chống tại nàng bên cạnh người, cúi đầu thân ái của nàng môi, đồng đồng. Tô Dương vô ý thức rầm rì hai tiếng, ngủ say trung bị quấy rầy, thật bất mãn. Tưởng Bách Xuyên tiếp tục kêu nàng đồng đồng tô dương mơ mơ màng màng muốn mở mắt ra lại cảm thấy một điểm khí lực đều không có ánh mắt vừa mới mở một cái khâu lại lạch cạch một chút mị thượng đồng đồng kêu hoàng lại thân tô dương than thở một tiếng ân tưởng bách xuyên nói không có gì ngủ đi tô dương nàng nếu hiện tại có khí lực thật muốn phiến hắn hai bàn tay đã không có việc gì làm chi đánh thức nàng nàng phiên cái thân lưng đưa hắn tiếp tục ngủ tưởng bách xuyên dùng cầm vuốt ve của nàng sườn mặt đồng đồng tô dương triệt để phát hỏa không kiên nhẫn hô to thanh tưởng bách xuyên ngươi muốn làm thôi tưởng bách xuyên không hé răng đem của nàng chăn hướng lên trên kéo kéo lại khinh vỗ nhẹ nàng thấp giọng nói ngủ đi tô dương vây khó chịu lại mị thượng mắt tiếp tục ngủ qua hai phút, tưởng bách xuyên lại cúi đầu để sát vào mặt nàng, đồng đồng. Tô Dương không ngủ, nghẹn một dòng cơn tức, nhìn lại nhịn, còn là không nhịn xuống, đột nhiên sốc lên chăn, nhấc chân đối với tưởng bách xuyên mặt liền đặng đi lên. Tưởng bách xuyên, ngươi có phiền hay không? Nàng không có rất dùng sức, cũng không đau, tưởng bách xuyên xoa xoa cái mũi, ngượng ngùng bật cười. Tô Dương tà nghệ hắn, ánh mắt có chút phát điên. Nhìn hắn sau một lúc lâu, thở dài, ngồi dậy, đưa tay sờ sờ mặt hắn. Có đau hay không? Không đau. Nàng nắm nắm tóc, triệt để không có vây ý, ngươi kêu ta rốt cuộc muốn làm thôi. Tưởng Bách Xuyên nhìn nàng, chớp mắt, dừng vài giây mới nói. Ta ở quê bộ thượng công khai của chúng ta hôn nhân quan hệ, còn thượng truyền của chúng ta một trương chụp ảnh chung. Tô Dương. Kinh ngạc nói không ra lời hắn này một lần động rất làm nàng khiếp sợ. Này thực không phù hợp hắn điệu thấp lại nội liễm tính cách nàng ánh mắt chớp cũng không chớp xem hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Tưởng Bách Xuyên đưa tay sờ sờ mặt nàng. Chán ván. Tô Dương đột nhiên nằm bình, nằm ngay đơ. Nửa phút sau, dùng sức ở trên giường thẳng dậm chân. Nhìn về phía hắn, rốt cuộc không đính được, cười ha ha đứng lên. Tưởng Bách Xuyên. Tô dương một cái lăn lông lốc đi ngồi dậy quỳ đi đến hắn trước mặt ông của hắn cổ phải đi thân hắn học hắn dĩ vãng động tác dùng đầu lưỡi một chút đẩy ra của hắn môi đi quấn quít lấy của hắn lưỡi tưởng bách xuyên bán ông nàng đem nàng bình đặt lên giường bản thân lập tức phúc ở trên người nàng cô dương hai chân gắt gao bàn trụ của hắn thắt lưng tưởng bách xuyên cắn của nàng xương quai xanh thấp giọng hỏi nàng không phiền lụy mấy giờ trước nhưng là vừa vận động quá một lần. Tô Dương quấn quyết lấy hắn, mệt, liền là muốn ngươi. Tưởng Bách Xuyên che kín môi nàng. Hiện tại là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, mà lúc này Kiều gia. Kiều cẩn nước mắt xoát đi xuống thẳng. Di động cũng ngã ở trên sàn, hoa quả bàn rơi vải đầy đất, hoa quả cúc nơi nơi đều là, còn có suất hư chén trà, lá trà thủy làm ẩm nhất. Hỗn độn một mảnh. Bảo mẫu dục muốn thu thập, Kiều mẫu khoát tay, ý bảo các nàng đi xuống. Kiều phụ phụng phiệu, khí ngực phập phồng, một cái chớp mắt nhìn chầm chầm vào Kiều cẩn. Sau một lúc lâu, vẫn là khí bất quá, hắn hư không nhiều điểm nàng, nghiến răng nghiến lợi. Kiều cẩn, ngươi hiện tại phản thiên ngươi. Ta nói ngươi hai câu ngươi liền nhăn mặt cho ta xem, còn suốt cái cốc. Ngươi xem ngươi hiện tại, ngươi đều thành cái dạng gì. Kiều cẩn còn tại khóc thúc thích. Kiều phụ, lần trước tưởng bách xuyên thủ qua ngươi, ta cho ngươi tìm người bãi bình việc này, ta lúc đó liền ngàn dặn vạn dặn, cho ngươi đừng nữa đi treo chọc tô dương, ngươi đều làm gió thoảng bên tai nghe xong có phải là ta với ngươi da da mặt đều gọi ngươi cấp mất hết ngươi có biết hay không? Kiều mẫu không đành lòng xem nữ nhi khóc thương tâm như vậy, lôi kéo kiều phụ một chút. Được rồi, được rồi, tiểu cẩn cũng biết sai lầm rồi, ngươi liền bớt tranh cãi đi. Kiều mẫu bắt đầu oán giận nói. Tưởng lão đại cũng thật là, còn có biết hay không quản quản con của hắn. Buổi chiều thời điểm cho rằng Tưởng Bách Xuyên ảnh chụp bị trở thành tuyên truyền chiếu, việc này cũng liền kết, đêm nay thượng Tưởng Bách Xuyên liền trực tiếp công khai cùng Tô Dương quan hệ, hắn đây là ý định làm chúng ta kiều gia khó coi. Còn có hay không điểm gia giáo? Càng nói càng khí. Không được, ta hiện tại phải đi tìm Tưởng lão đại, ta được làm cho hắn nói nói đây rốt cuộc là có ý tứ gì trước kia chúng ta kiều gia là thế nào đối tượng lão gia tử bọn họ lại là thế nào vong ân phụ nghĩa đối của chúng ta được rồi kiều phụ khí đem trong tay cốc nước trùng trùng đặt trên bàn trà trừng mắt nhìn kiều mẫu liếc mắt một cái ngươi còn ngại không đủ loạn phải không hắn đứng dậy lại chỉ chỉ kiều cẩn nói với kiều mẫu ngươi lại tiếp tục quán quán đến cuối cùng nàng phi phế đi không được nói xong xoay người đi trên lầu Kiều mẫu há miệng thở dốc, lại vô lực phản bác. Kiều phụ lên lầu sau, Kiều mẫu ngồi vào Kiều cẩn bên người, cho nàng sát lau nước mắt. Đừng khóc, chưa từng có không đi khảm, trong khoảng thời gian này cũng đừng tiếp công tác, ra ngoại quốc giải giải sầu, ba ngươi vừa rồi là nói nói dỗi đâu, hắn sẽ không mặc kệ của ngươi. Kiều cẩn nước mắt lại chảy xuống đến, không lên tiếng, nàng sát lau nước mắt, đứng dậy rời đi. Kiều mẫu cũng đứng lên. Cẩn nhi, Ngươi muốn đi đâu?" Kiều Cẩn. "Đi ra ngoài hít thở không khí." Kiều mẫu vội vàng hỏi. "Này buổi tối khuya, ngươi muốn đi đâu nha?" Kiều Cẩn. "Không đi xa, phải đi ta tiểu di gia giải giải sầu." Kiều mẫu nhẹ nhàng thở ra, dặn dò nàng. "Sớm một chút trở về." Kiều Cẩn tân thanh đi ra biệt thự. "Hôm sau." Tưởng Bách xuyên rời giường sau, đến thư phòng mở ra máy tính bắt đầu xem ngày hôm qua hắn phát kia hai cái ủy bộ động thái hạ nhắn lại. Nhắn lại đổ là không có gì ác ý, phần lớn là thương tâm nỉ non. Hắn không lại tiếp tục nhìn xuống. Mở ra chủ trang web khi, đoán trước trong vòng, tên của hắn đã thượng hốt tất bản. Lúc này Tô Dương bưng ôn nước sôi tiến vào, đem cốc nước cho hắn. Trước uống nước. Nói xong, chân vừa nhất, ngồi ở trên đùi hắn, cầm chuột điểm tiếng của nàng ủy bộ trang web. A, à, thật đúng náo nhiệt. Phan Trướng hảo mau. Đại khái không hề thiếu là Tưởng Bách Xuyên phấn đi. Bình luận nàng không thấy, có chút mừng, tự nhiên còn có chèn ép. Nhìn còn bực bội. Làm nàng xem đến bị chụp ảnh kia trương hôn môi ảnh chụp khi, mi tâm buộc chặt, tay trái vỗ vỗ Tưởng Bách Xuyên chân. "Ôi, vì sao của ngươi bóng lưng như vậy mơ hồ?" Tưởng Bách Xuyên cúi xuống, nói: không biết. Tô Dương cười thật hoang. Khẳng định chụp ảnh là cái nam nhân, xem ngươi chướng mắt. Tưởng Bách Xuyên. Tô Dương lại phản hồi tưởng Bách Xuyên trang web, nhìn nhìn của hắn uây bộ, giật mình nói. Ngày hôm qua không phải chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm nha, làm sao ngươi còn đến cái kết hôn hai đầy năm vui vẻ. Tưởng Bách Xuyên bưng lên cốc nước bắt đầu uống nước, làm bộ không có nghe đến. Ngày hôm qua bị tưởng mộ tranh cấp giận đến hồ đồ, chỉ nghĩ đến nói cho người khác biết tô dương là lão bà của hắn một cái não nóng liền phát ra hai đầy năm vui vẻ tưởng bách xuyên đem cốc nước đặt ở một bên chuyển hướng đề tài hỏi nàng hôm nay có cái gì công tác an bày tô dương lắc lắc đầu đinh thiến nói mấy ngày nay phóng ta giả còn nói các nàng muốn tổ chức thành đoàn thể đi huyết hợp lại giấy tờ đều phải tìm ngươi chi trả tưởng bách xuyên cười nói có thể hắn hoàng trụ nàng. Quan hệ cho sáng tỏ có lợi có tệ, về sau của ngươi nhất cử nhất động đều sẽ có người chú ý, chuyện xấu khẳng định hội ung ung. Hắn đã sớm đoán trước đến sẽ có người gây sóng gió, cũng không thể bởi vì có như vậy lo lắng, hắn liền tùy ý kiều gia vô hưu vô chỉ khi dễ Tô Dương. Tô Dương gật đầu. Ta có này chuẩn bị tâm lý, chính là ba mẹ bên kia bọn họ khả năng hội tương đối để ý đi. Dù sao, ai hy vọng bản thân con dâu suốt ngày truyền chuyện xấu. Cho nên, nàng đặc biệt lý giải bọn họ ý tưởng. Chẳng sợ đối nàng bất mãn, nàng phần lớn thời điểm đều là thông cảm. Tưởng Bách Xuyên tiếp nhận nói. Ba mẹ bên kia ngươi không cần lo lắng. Dừng một chút, hắn lại hỏi. Lục Duật Thành cùng Cố Hằng gọi điện thoại cho ngươi không? Tô Dương hai tay nâng má, hơi hơi thở dài. Không, dựa theo hai người bọn họ đức hạnh, Đại khái là muốn thu sau tính sổ. Ai biết như thế nào sẽ đem hai người bọn họ cấp liên lụy tiếng vào. Liên quan hai người bọn họ tên cũng thường hốt sớt. Tưởng Bách Xuyên mâu sắc trầm trầm, không lên tiếng. Này cũng không ở của hắn đoán trước. Tô Dương đứng dậy. Mặc kệ bọn họ. Nàng xoay người, ông của hắn cổ. Muốn ăn cái gì? Ta đi làm điểm tâm. Tưởng Bách Xuyên ngươi làm cái gì, ta ăn cái gì, ăn cơm xong sau chúng ta đi thương trường. Tô Dương cười khanh khách hai tiếng. Đi tác cẩu lương. Tưởng bách xuyên không trí có thể không, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Nấu cơm đi thôi. Tô Dương bước nhẹ nhàng bước chân, hừ tiểu khúc đi ra ngoài. Tưởng bách xuyên lấy qua di động, tìm được lục duật thành cùng cố hàng dãy số, đàn phát ra điều tin tức cho bọn hắn. Không nghĩ tới sẽ đem các ngươi liên lụy tiến vào, thật có lỗi, lại xem nhìn chầm chầm kia hành tự nhìn vài giây, xoa bóp gửi đi kiện. Hắn biết bọn họ hai cái ai đều sẽ không hồi phục hắn. Liền cùng nhiều năm như vậy, bọn họ thích Tô Dương, lại trước giờ đều sẽ không nhường Tô Dương biết giống nhau. Đối cũng tốt, sai cũng thế, bọn họ chỉ dựa theo tâm tính của bản thân đi làm. Chưa bao giờ quản người khác thấy thế nào. Đúng lúc này, di động của hắn liền chấn động đứng lên. Là tưởng mẫu điện báo tưởng bách xuyên do dự bán dây mới tiếp nghe mẹ tưởng mẫu chế nhạo thanh âm truyền đến ai hét uy con trai nha ngươi hiện tại nhưng là tiểu võng hồng đâu ngươi biết không tưởng bách xuyên hắn chỉ biết hắn tiếp này điện thoại chính là bản thân cấp bản thân tìm khí chịu tưởng mẫu ẩn ẩn nói cũng là ngươi cha hiểu biết ngươi nói ngươi khẳng định muốn ở trên mạng làm yêu quả bằng không này yêu làm còn không phải bình thường đại cùng mẹ nói thứ nhất trương bóng lưng mơ hồ ảnh chụp có phải là tiểu ngũ dở trò xấu cho ngươi chụp thành kia phó quỷ bộ dáng tưởng bách xuyên bị nghẹn hạ thề thốt phủ nhận nói mẹ ngài đừng hạt suy nghĩ không ảnh nhi chuyện ngũ thúc hiện tại là tự thân khó bảo toàn hắn nào có kia thời gian rỗi theo ta dông dài việc này đánh giá nếu nhà ai truyền thông cố ý làm trương không rõ ràng ảnh chụp đến sao tác đề tài Ta tối hôm qua liền tiên phát chế nhân chủ động công bố ta cùng đồng đồng hôn nhân tình huống, miễn cho bị dụng tâm kính đáo nhân cấp lợi dụng, ngài cũng biết, ta từ trước đến nay không thích mặt người bài bố. Tưởng mẫu cười ha ha, chật chật chật, của ta trời ạ, à, nói nhiều đường đường chính chính nha, ngươi lão nương ta là ai? Nếu ngay cả ngươi về điểm này tâm tư đều đoán không ra, cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tưởng mẫu đắc sắc hừ hai tiếng, còn nói thêm bất quá tiểu ngũ cũng thắc chẳng ra gì, ngươi nói hắn biết rõ ngươi kiên kỵ nhất lục dược thành cùng cố hằng, hắn hoàn thành tâm cho ngươi ngột ngạt. Đột nhiên, ngữ điệu vừa chuyển. Bất quá ta muốn là tiểu ngũ, ta cũng hội bắt được cơ hội này hung hăng thải ngươi một cước, ai bảo ngươi bình thường lão để cho người khác khó chịu đâu. Này máu chảy đầm đìa ví dụ muốn nói cho ngươi. Xuất ra hỗn, sớm hay muộn là muốn trả lại cho dù là ngươi soái phá phía chân trời đều sẽ không ngoại lệ nhi nha ngươi dài một chút tâm đi lại oai tái kiến tưởng bách xuyên tưởng mẫu điện thoại vừa thiết đoạn tưởng phụ điện thoại lại chen vào đến không cần nghĩ cũng là đến chế ngạo của hắn tưởng bách xuyên không chút do dự ấn đoạn sau đó trực tiếp tắt máy bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 33 33 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tưởng Bách Xuyên tắt máy sau, đem di động để ở trong ngăn kéo, mắt không thấy tâm không phiền. Đối với màn hình giật mình thần vài giây, bắt đầu xử lý bưu kiện. Tuy rằng không cần đi công ty, nhưng bưu kiện vẫn là một phong không ít chồng chất ở nơi đó. Cho đến khi nghe đến thơm ngào ngạt sữa đậu nành bánh quẩy vị, tưởng bách xuyên mới ngẩng đầu. Tô Dương bưng nóng hôi hổi sữa đậu nành, tay kia cầm mấy căn hoàng thúy bánh quẩy, cầm đắc sắc dơ dơ lên, a à khóe miệng. Tham tử ngươi. Tưởng bách xuyên. Không tiếng động bật cười, buông chuột, tiếp nhận trong tay nàng sữa đậu nành. Ngày lạnh như vậy, ngươi tùy tiện làm điểm ăn là được, không cần phải chạy xa như vậy lộ đi mua bữa sáng. Ngươi không phải là đều hơn ba tháng chưa ăn thôi. Tô Dương cầm cái sạch sẽ giữ tươi túi bao vây lấy bánh quẩy, đặt ở sữa đậu nành trong chén chấm hạ, chạy nhanh phóng tới tưởng bách xuyên bên miệng. Nhanh chút ăn, tẩm rất nhuyễn sẽ không thơm. Tưởng bách xuyên cắn một ngụm, còn trước đây cái kia vị. Hắn chỉ thích ăn nhà này sữa đậu nành bánh quẩy, mỗi lần đi công tác trở về, Tô Dương sẽ lái xe đặc biệt cho hắn đi mua. Hắn thuận miệng hỏi. Đi mua bánh quẩy khi, có người nhận ra ngươi không? Tô Dương vừa muốn nói không, khả đến bên miệng lời nói lại nuốt xuống đi, lập tức toát ra đến chế nhạo một chuỗi lớn. Nhận ra đến đây nha, nhân gia lão bản nói. Nha, này không phải là tưởng bách xuyên nàng dâu sao, đến đến đến, xem ở tưởng bách xuyên cao cường như vậy phân thường, sữa đậu nành bánh quẩy miễn phí đưa. Tưởng bách xuyên. Ở nàng bên hông dùng sức nhéo một phen, tìm tấu là đi. Cô Dương cười ha ha. Ăn qua điểm tâm, bọn họ liền đi ra cửa thương trường. Trên đường, Tô Dương hỏi hắn. Năm nay cấp lâm lâm đưa cái gì lễ vật? Ngươi tưởng thật không có. Không, còn chưa kịp tưởng. Ngươi cảm thấy đưa cái gì thích hợp? Tưởng Bách Xuyên luôn luôn xem tiền phương lộ, ngẫu nhiên hội bất chút thời gian liếc nhìn nàng một cái. Tô Dương cánh tay chi ở trên cửa sổ xe, nâng má suy nghĩ nửa ngày. Lâm lâm cái gì cũng không thiếu, người trong nhà đều sủng nàng. Đột nhiên, nàng xoay mặt nhìn về phía tưởng Bách Xuyên. Ôi, nếu không chúng ta đưa tam trương điện ảnh phiếu cho nàng, nhưng dịp đông cùng Giang Phàm cùng nàng đi xem phim thế nào. Tưởng Bách Xuyên gật đầu. Đi. Tô Dương chạy nhanh lấy ra di động bắt đầu xem gần nhất có cái gì đẹp mắt nhi đồng điện ảnh, kỳ thực được không được xem đối lâm lâm mà nói đều không trọng yếu, quan trọng là cha mẹ có thể cùng nàng cùng nhau quá Noel. Diệp Đông cùng Giang Phàm đều là tính cách quật cường nhân, lần trước nghe Lâm Lâm nói, đã đã nhiều năm chưa cùng ba mẹ đi ra ngoài chơi đùa. Đại khái là bọn hắn hai người đều âm thầm phân cao thấp, ai cũng không nghĩ chủ động kéo hạ này mặt mũi. Nàng đến hảo phiếu sau, sườn mâu nói với tưởng Bách Xuyên. Quan đưa điện ảnh phiếu cũng không được, chúng ta lại cho nàng mua bộ búp bê Barbie. Đi, ngươi xem rồi làm đi. Chờ đèn đỏ khi, tưởng Bách Xuyên mở ra trữ vật hộp, xuất ra một trương lời ghi chép giấy cùng bút đưa cho tô dương đem ngươi năm nay noel nguyện vọng viết lên đi tô dương lấy quá lời ghi chép giấy nhìn nhìn cười ta cũng không phải tiểu hài tử nào có cái gì noel nguyện vọng nàng lại muốn tưởng không đúng của ta noel nguyện vọng đã thực hiện tưởng bách xuyên xem nàng cái gì nguyện vọng tô dương nói ngươi theo giúp ta quá noel đèn xanh sáng Tưởng bách xuyên trảo quá tay nàng cùng nhau đặt ở trên tay lái. Ô tô thông thả đi trước. Ngoài xe trên đường cái nơi nơi tràn đầy quá tiếc náo nhiệt không khí. Bên trong xe, yên tĩnh, nhưng không lạnh thanh. Đi ngang qua công viên khi, tô dương chỉ chỉ bên kia. Ngươi còn có nhớ hay không chúng ta ở trong này ôm cắn một cái buổi chiều, sau này miệng lại ma lại thủng. Nói xong tô dương không khỏi bật cười. Khi đó thật đúng là có ý tứ, hai người thế nào đều thân không đủ một chỗ yên tĩnh địa phương một trương ghế băng hai người đãi một ngày cũng không ngấy oai tưởng bách xuyên muốn cười không cười ta khi nào thì như vậy buồn nôn quá tô dương hừ hừ hai tiếng ánh mắt hiếp lại không biết xấu hổ tưởng bách xuyên sau này hắn đem xe đứng ở công viên ngoại chỗ đậu xe thượng tô dương kinh ngạc xem hắn làm chi tưởng bách xuyên cởi xuống dây an toàn đi xem kia trương ghế dựa còn có hay không tô dương cười lập tức xuống xe nàng vài thứ đi ngang qua nơi này đều muốn lại đi xem nhưng mỗi lần không có hắn cùng nàng lại cảm thấy rất thất lạc liền bỏ đi này ý niệm lúc này điểm công viên còn rất náo nhiệt đều là thần luyện lão nhân chiếm đa số có khiêu vũ đánh thái cực quyền còn có đối mặt mặt hồ luyện giọng ngẫu nhiên cũng có tản bộ dinh dính trẻ tuổi nhân. Bọn họ trước kia ngồi ghế băng hiện tại bị một khác đối người trẻ tuổi ngồi, bọn họ liền đi địa phương khác chuyển động. Tưởng Bách Xuyên chỉ chỉ ruột dê bên con đường nhỏ lộ nha thạch. Muốn hay không lại đi một lần. Nguyên lai like hắn cái gì đều nhớ được. Trước kia mỗi lần đi lại, nàng đều sẽ không hảo hảo đi, phải muốn siêu siêu đổ đổ tiêu sái này đó hẹp hẹp lộ nha thạch. Lúc này đây, nàng vừa thải đi lên, tưởng bách xuyên liền tập quán tính bắt tay thân cho nàng. Tô Dương cầm lấy tay hắn, chậm rì rì hướng phía trước đi tới. Đột nhiên, nàng cầm hướng tới cách đó không xa đang ở đánh thái cực quyền nhất bác lão nhân bên kia nhẹ nhàng dương một chút, hỏi tưởng bách xuyên. Người nói, chờ chúng ta cùng này đó thúc thúc a di không sai biệt lắm đại thời điểm, chúng ta sẽ làm gì? Ta khiêu quảng trường vũ, ngươi đánh thái cực quyền. Nói xong, chính nàng cũng vui vẻ bật cười tình cảnh đó, thật đúng không đành lòng nhìn thẳng. Tưởng Bách Xuyên cũng cười, đại khái cùng nàng suy nghĩ đồng nhất mà. Một lát sau, hắn nói. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi đem 66 hào quốc lộ toàn bộ quá trình đi một lần, ngươi tưởng ngoạn bao lâu liền ngoạn bao lâu. Cô Dương đầu quả tim ấm áp, nàng theo lộ nha thạch thượng bật xuống dưới, nâng tay vòng của hắn cổ, mâu quan chuyên chú xem hắn. Nàng hơi hơi thở dài. Ta một chút cũng không tưởng lão." Tưởng Bách Xuyên theo của nàng tóc dài, đạm cười. "Ai cũng không nghĩ lão, nhưng ai cũng đều già đi." Tô Dương nhìn ánh mắt hắn, bọn họ đều nói người đã chết sau, muốn quá nại Hà Kiều, muốn uống mạnh bà canh, trước kia chuyện cũ nên cái gì cũng không lại nhớ được, sau đó bắt đầu hạ cả đời. "Tưởng Bách Xuyên, ngươi nói." "Đời sau ta muốn đi đâu tài năng tìm được ngươi." Nàng dùng sức thủ sẵn hai tay, Ta ngủ không được thời điểm sẽ tưởng, có cái gì không hảo biện pháp, ta có thể không cần uống cái kia canh, không cần đã quên ngươi. Sau đó đời sau ta lại đi tìm ngươi, rất xa ta đều sẽ đi tìm. Tưởng Bách xuyên thâm hô khẩu khí, đưa tay lau nước mắt nàng. Hạt nghĩ cái gì đâu? Hắn xoa xoa của nàng đầu. Không được miên mang suy nghĩ. Tưởng Bách xuyên đem tay nàng theo hắn cổ bắt đến, cùng nàng mười ngón tướng chụp, hắn đột nhiên dùng sức căng thẳng. Tô Dương năm ngón tay bị hắn giáp đau, nàng hô xuất ra: "A nha, đau chết. Ngươi nới ra." Biên Kêu còn biên nhất chân đạp hắn hai hạ. Đem của nàng lực chú ý theo bi thương lý hấp dẫn đi lại sau, Tưởng Bách Xuyên mới nới ra nàng, không lưng vỗ vỗ ống quần. "Ngươi đặt chân sẽ không có thể nhẹ chút." Tô Dương chưa hết giận, lại chửi đánh hắn vài cái, đối với hắn trợn tròn mắt. Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ cười đem nàng ủng ở trong ngực, thế nào cùng cái con nhiếm dường như. cúi đầu hôn hôn lên khóe môi của nàng, đi thôi, đi thương trường. Đến thương trường địa hạ bãi đổ xe, Tô Dương không nghĩ đi xuống. Nàng luôn cảm thấy mới công khai ngày thứ hai cứ như vậy không e dè xuất hiện tại nơi công cộng, có tú ân ái hiềm nghi, nàng cũng không muốn đem bản thân sinh hoạt cá nhân quá đáng cho sáng tỏ ở đại chúng tầm nhìn. Tưởng bách xuyên tương đối theo nàng, nàng không nghĩ đi, hắn khiến cho nàng lưu ở trên xe ngoạn di động, hắn một người xuống xe đi mua. Tô Dương chính xem cùng bản thân có liên quan bác quái tin tức, Đinh Thiến điện thoại liền đánh tiếng vào. Nàng phân ra tiếp nghe kiện. Khó được nha, không dùng tới ban buổi sáng ngươi không lại ổ chăng. Đinh Thiến cắt một tiếng. Tỷ tỷ ta từ hôm nay trở đi muốn củ mạo biến tân nhan, ta thề muốn ở ba tháng nội trừ ba mươi cân, ta sợ đến lúc đó Mỹ dọa khóc ngươi. Tô Dương nhịn không được cười ha ha, bởi vì giảm béo chuyện này đi, từ nàng cùng Đinh Thiến nhận thức, nàng không có một ngày là không nhắc tới mấy lần, kết quả nàng so với ai đều ăn nhiều. Đinh Thiến chỉ biết cùng như vậy nông cạn nhân là không có cách nào khác trao đổi, nàng trở lại chuyện chính. Gọi điện thoại không phải là với ngươi nói mò, ta vừa mới tiếp đến một cái điện thoại, là quản điện tổng cục một người tên là Doãn Nặc đánh tới, nàng nói muốn cho ngươi giúp nàng chụp ảnh cưới tô dương không chút do dự cự tuyệt ngươi giúp ta từ chối thôi việc này không thương lượng ta muốn làm mở này tiền lệ về sau nếu mỗi ngày có người tới tìm ta chụp ảnh cưới vậy ta còn khai cái gì phòng làm việc trực tiếp khai cái ảnh lâu quên đi về sau chuyện như vậy ngươi có thể trực tiếp từ chối đinh thiến lại nhiều nói một câu này kêu doãn nặc nghe nói bối cảnh thật không bình thường tô dương còn là không có mảy may động dung mặc kệ nàng là cái gì gia thế bối cảnh, ta cũng không tiếp, nếu tiếp, về sau ta liền rốt cuộc không có cách nào khác đúng lý hợp tình từ chối người khác, dù sao đều là đắc tội với người chuyện, còn không bằng làm ở phía trước, tỉnh mặt sau sốt ruột. Đinh Thiến cũng không lại nói thêm cái gì, lại dặn dò nàng mấy ngày nay vẫn là tận lực đừng xuất ra, chờ trên mạng thời gian này nóng hổi kính đi qua mở lại công. Kết thúc trò chuyện sau, Tô Dương tiếp tục xem tin tức. Không khi nào, tưởng bách xuyên sẽ trở lại trả lại cho nàng mang trở về một ly nước dưa hấu trong xe hơi ấm khai chừng vừa vặn ngại nóng tô dương lấy quá nước dưa hấu đối với của hắn môi hôn vài hạ cám ơn lão công ngồi ổn uống tưởng bách xuyên hệ thượng dây an toàn bắt đầu phát động xe xe chạy đến trên đường cái khi tưởng bách xuyên mới nhớ tới hôm nay là thứ sáu lâm lâm còn tại trường học lên lớp tô dương cũng vỗ vỗ đầu thật sự là quá hồ đồ, hai chúng ta ở nhà nghỉ ngơi, liền cho rằng toàn thế giới nhân hôm nay đều nghỉ ngơi. Lại hỏi hắn, khi làm sao bây giờ? Chờ nàng tan học lại cho nàng. Tưởng Bách Xuyên nói đi, chờ chạm vạn trực tiếp đưa đến gian phàm chỗ ở. Bây giờ còn không đến giữa trưa, bọn họ không có chuyện gì, phải đi khoai lang gia gia trong tiệm. Cô phụ tô mẫu biết bọn họ công khai hôn nhân sau, nhạc cười toe toét tưởng bách xuyên ở dưới lầu cùng tô phụ tán gẫu tô dương cùng tô mẫu ở trên lầu phòng bếp nấu cơm tô mẫu tránh không được lại lải nhải đồng đồng ngươi cùng bách xuyên hiện tại công khai về sau trên công tác tận lực đừng cùng nam đồng sự đi thân cận quá này nếu truyền đến trên mạng không tốt chúng ta biết ngươi là cái gì đứa nhỏ nhưng là ngươi nhà chồng bên kia thân thích không biết liền tính đã biết giữa bằng hữu nghị luận đứng lên này trên mặt cũng không dễ nhìn tô mẫu bắt đầu xoát nồi. Chúng ta phổ thông nhân gia không có gì, nhưng bọn hắn không giống với, bọn họ có bọn họ vòng lẫn quẩn, chú ý nhất chính là vấn đề mặt mũi. Nhìn đến tô dương hững hờ ở nhặt rau, tô mẫu thở dài. Lời nói của ta, ngươi nghe được không? Tô dương cười. Nghe đâu, nghe đâu, ngài tiếp tục. Tô mẫu lắc đầu, không nói thêm nữa, lại cùng tô dương tán gẫu khởi gần nhất mấy ngày nay sinh ý, Nói đến mua khoai lang nhân càng ngày càng nhiều. Sau này còn không quên dặn dò Tô Dương thiếu tiếp công tác, nhiều cố điểm trong nhà. Lời ngầm chính là chạy nhanh sinh đứa nhỏ. Mãi cho đến 4 giờ chiều bọn họ mới rời đi, tiến đến Giang Phàm gia tiểu khu. Trên đường, Giang Phàm gửi thư tính tức đi lại, nhắc nhở Tưởng Bách Xuyên đừng quên buổi tối khai video clip hội chuyện. Tưởng Bách Xuyên hồi cho nàng. "Ân, đã biết. Ngươi chừng nào thì về nhà?" ta cùng Tô Dương còn có 20 phút liền đến nhà ngươi tiểu khu. Giang phàm Đại Khái đoán được bọn họ phải đi cấp lâm lâm đưa Noel lễ vật, liền chạy nhanh hồi đi qua. Ta cũng không sai biệt lắm thời gian đi, chính độ ở trên đường, bọn họ thật đúng là không kém nhiều thời giờ đến tiểu khu dưới lầu. Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương xuống xe khi, lâm lâm bước xa sông lại, tưởng thúc thúc. Tưởng Bách Xuyên cười yếu ớt, vốn định không lưng tiếp được nàng, khả nào biết, nàng bỗng nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp nhào vào Tô Dương trong lòng. Tưởng Bách Xuyên Lâm Lâm ôm Tô Dương Đồng đồng tỷ ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi tưởng ta không? Còn làm nũng ở Tô Dương trong lòng chà xác Đối với loại này kém bối phận cách gọi, Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên đã sớm tập mãi thành thói quen, mỗi lần dặn dò nàng sữa, lần sau nàng vẫn là như vậy kêu. Tưởng Bách Xuyên giật nhẹ của nàng biếm tóc, đậu nàng lâu như vậy không thấy ta, không có gì muốn nói với ta. Lâm lâm oai đầu, chớp mắt. Có, nhưng giống như cũng không có. Tưởng Bách Xuyên. Hiện tại đứa nhỏ nói chuyện đều như vậy nghệ thuật. Lâm lâm hỏi hắn. Tưởng thúc thúc, ta 11 thời điểm cùng lão lão cùng ông ngoại đi hương cảng xem đồng đồng tỷ chụp ảnh triển, ta thế nào không thấy được ngươi đâu. Mẹ đều đi, liền ngươi không đi. Tưởng Bách Xuyên dừng một chút, trên mặt cười thiển không ít, lần đó chụp ảnh triển đối Tô Dương mà nói ý nghĩa không giống tầm thường, khả hắn lại bởi vì thân thể nguyên nhân bỏ lỡ. Lần đó ở trong điện thoại, hắn nghe ra của nàng thất lạc thậm chí là khổ sở. Khả hắn nằm ở trên giường bệnh, không có cách nào khác đi qua. Sau này nàng rốt cuộc không đề cập qua lần đó chụp ảnh triển, đến mức 3 tháng sau lần đầu tiên gặp mặt, nàng đối hắn đều thân thiện không đứng dậy, thậm chí mấy ngày nay ở chung đều là kỳ quái nàng tuy rằng không nói gì cũng biểu hiện một bộ thờ ơ bộ dáng khả hắn biết trong lòng nàng thủy chung là để ý trong khoảng thời gian này bọn họ tổng ở cùng nhau nàng trải qua coi như rất vui vẻ trong lòng về điểm này để ý khả năng đã sớm bị tách ra nếu không phải là lâm lâm lại nhắc tới việc này chính hắn cũng đều mau quên tưởng bách xuyên đối với lâm lâm nhàn nhạt cười cười khi đoạn thời gian thúc thúc vừa vạn vội khiến cho mẹ ngươi thay ta đi lâm lâm bẹt bẹt miệng. các ngươi đại nhân đều nói vội. ba ba cũng là, mỗi lần làm cho hắn theo giúp ta cùng mẹ đi chơi, hắn đều nói vội. các ngươi đại nhân thực không có ý tứ. tô dương kịp thời đánh gãy đoạn này không tính rất vui vẻ đối thoại. nàng ôm ôm lâm lâm. ai nha, ngươi có vẻ so với trước kia nặng điểm. lâm lâm phản bác. là mùa đông quần áo ăn mặc nhiều. tô dương bật cười. điểm ấy tiểu hài tử chỉ biết thích chưng diện thừa dịp gian phàm ở dừng xe, còn chưa có đi lại, nàng nhỏ giọng cùng lâm lâm nói. A Di cho ngươi mua tam trương điện ảnh phiếu, ngày mai buổi tối nhường ba mẹ cùng ngươi cùng đi xem, được không được. Ta lập tức đem cấu phiếu tin tức phát đến ngươi trên di động. Lâm lâm kích động thẳng dậm chân, sau này liền ngay cả tưởng Bách Xuyên sẽ đem một bộ búp bê Barbie đưa cho nàng, nàng cũng chưa một điểm hưng phấn biểu hiện. Giang Phàm ngừng xe xong đi lại sau, bọn họ đơn giản hàng huyên vài câu liền tách ra, bởi vì tưởng Bách Xuyên còn muốn chạy trở về khai video clip hội. Trên đường trở về, tưởng Bách Xuyên dư quan quét Tô Dương liếc mắt một cái, nàng vừa vặn đã ở nhìn hắn. Hai người đều nở nụ cười. Tưởng Bách Xuyên nói. Sau khi trở về, cùng ngươi nói chuyện này. Tô Dương. Chuyện gì? Tưởng Bách Xuyên. Vì sao lần đó không có đi của ngươi chụp ảnh triển? tô dương cũng không giấu giếm khi đoạn thời gian ta cuối cùng là nghi thần nghi quỷ cảm thấy ngươi khả năng không bằng trước kia như vậy thích ta thậm chí có khả năng là thích nữ nhân khác của nàng chụp ảnh triển hắn không đi chụp ảnh triển sau khi kết thúc nàng muốn đi nhìn hắn hắn cũng uyển chuyển cự tuyệt tưởng bách xuyên đưa tay sờ sờ gương mặt nàng đừng đoán mò sẽ không là kia phương diện nguyên nhân tô dương ân thanh hắn hiện đang lái xe nàng sẽ không hỏi nhiều nữa đến tiểu khu cửa tô dương làm cho hắn sang bên ngừng một chút ta đến sinh tiên siêu thị mua điểm rau dưa buổi tối làm vài cái sở trường ăn sáng cho ngươi ăn ngươi trước về nhà học đi tưởng bách xuyên đem tô dương buông đến sau chạy tiến tiểu khu lúc này hắn không đem ô tô đứng ở gara ngầm trực tiếp đặt ở lộ thiên chỗ đậu xe xuống xe sau vừa đi mấy bước chợt nghe đến phía sau có người kêu hắn. Bách Xuyên Tưởng Bách Xuyên nghĩ chân xoay người, không nghĩ tới là tưởng phụ. Hắn mau bước qua, tưởng phụ không có gì đại sự, thông thường rất ít đi lại. Ba, ngày thế nào đi lại? Tưởng phụ thôi mở cửa xe xuống xe, không đáp hỏi lại. Ở bên ngoài vừa trở về. Tưởng Bách Xuyên gật gật đầu. Phụ thân cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện khi, thông thường đều là trang trọng nghiêm túc, rất ít đùa. Chỉ có ở trong điện thoại, phụ thân mới có thể cho phép cất cánh tự mình chế nhạo thậm chí đã kích hắn. Tưởng phụ xoay người, không lưng, từ ghế sau linh ra đến một cái giữ ấm bình, đưa cho hắn. Mẹ ngươi nói các ngươi mấy ngày nay khẳng định sẽ cho bảo mẫu nghỉ phép, các ngươi bản thân cũng sẽ không làm món ăn mặn, liền làm giấm chua lưu ngư, ta vừa vặn đến bên này có việc, tiện đường sau đi lại. Tưởng bách xuyên hơi giật mình, Giấm chua lưu ngư là tô Dương yêu nhất ăn đồ ăn, trước kia hắn còn cùng mẫu thân học quá, nhưng làm hương vị thủy chung không bằng mẫu thân làm. Hắn đưa tay tiếp nhận đến. Này giữ ấm bình rất nhẹ, khả giờ phút này linh ở trong tay đã có ngàn cân trọng. Tựa như hồi nhỏ, năm nhất khai giảng ngày đầu tiên. Phụ thân đưa hắn đi trường học, đem túi sách đưa cho hắn, xoa xoa đầu của hắn, nói câu: Chơi vui vẻ một chút. Đúng, là chơi vui vẻ không phải là hảo hảo học tập, nghe lão sư nói linh tinh dạng dò. Nhân sinh 32 trong năm, muốn nói thần tượng, kia cũng chỉ có trước mắt này hai tấn đã có chút trắng bệch phụ thân là hắn thần tượng, chưa từng biến quá. Mấy năm nay, phụ thân chính là đại sơn giống nhau tồn tại, nguy nga sừng sững. Hắn sở hữu tự tin, đảm đương, cứng cỏi cùng nghị lực, đều là này nam nhân cấp. Tưởng Bách Xuyên nhìn về phía phụ thân. Đi lên ngồi một chút đi tưởng phụ khoát tay. Không đi lên, ngươi gia gia phải muốn ăn tạc tương mặt, ta lúc đi ra mẹ ngươi đang ở làm, vừa vặn chạy trở về ăn. Lại hỏi, tô dương đâu? Đi siêu thị mua thức ăn. Tưởng phụ gật gật đầu, đi lên đi, ta cũng trở về. Tưởng bách xuyên, quá vài ngày ta trở về xem gia gia. Tưởng phụ tân, thanh, xoay người ngồi vào trong xe. Cửa xe quan thượng vài giây sau sau cửa sổ xe lại đánh xuống tưởng bách xuyên dục muốn hỏi phụ thân còn có chuyện gì tưởng phụ xem hắn tưởng bách xuyên ngươi về sau đừng gọi điện thoại cho ta dù sao ngươi cũng đánh không thông tưởng bách xuyên tưởng phụ ta đã đem ngươi kéo vào sổ đen nói xong dâng lên cửa sổ xe màu đen xe hơi chậm rãi chạy cách tưởng bách xuyên hắn buổi sáng treo phụ thân điện thoại cho nên phụ thân liền trực tiếp đem hắn kéo vào sổ đen. Tưởng Bách Xuyên xem biến mất ở trong bóng đêm xe hơi, lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay giữ ấm bình. Vừa mới hắn nói cái gì tới? Nói phụ thân là Đại Sơn, Nguy Nga sừng sững. Hiện tại lại nhìn, kỳ thực chính là một cái hai ba thước cao tiểu thổ pha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 34 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tưởng Bách Xuyên dẫn theo giữ ấm bình Còn chưa đi đến nhà trọ lâu bật thềm chỗ Lại có một tiếng Tưởng Bách Xuyên Truyền đến Hắn quay đầu, bi tâm nhanh túc Không kiên nhẫn nhìn chầm chầm người tới Kiều cẩn đến gần Ánh mắt ướt át màu đỏ tươi Không tiếng động xem hắn Như là chất vấn Tưởng Bách Xuyên nhìn chăm chú nhìn nàng vài giây Tuy rằng cách hơn hai thước khoảng cách, hắn vẫn là nghe thấy được trên người nàng một cổ mùi rượu. Không thời gian cùng nàng nhiều dông dài, hắn xoay người bước đi. Tưởng Bách Xuyên. Ngươi có tất yếu ở ta trên miệng vết thương tác muối sao? Việc này cũng đã trôi qua, ngươi làm chi phải muốn níu chặt không tha? Ngươi đùa dẫn ta ngoạn đâu? Ngày hôm qua buổi chiều vừa làm sáng tỏ, ngươi buổi tối lại vội vàng toàn thế giới thét to, sợ người khác không biết tô dương là lão bà ngươi. Kiều Cẩn nói xong, nước mắt lại thẳng xuống dưới. Ngươi rất khi dễ người. Ngươi đây là không tính toán cho ta đường sống. Tưởng Bách Xuyên nhíu nhíu mày, không yêu quan tâm nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Kiều Cẩn đột nhiên hướng hắn chạy tới, muốn từ phía sau ôm lấy hắn. Tưởng Bách Xuyên nghe được dùng dập tiếng bước chân, phản ứng cực nhanh, một cái xoay người, đưa tay đem nàng đặt tại tại chỗ. Kiều Cẩn, ngươi muốn làm gì? thế nào cũng phải đem bản thân làm như vậy thấp hèn không được kiều cẩn bả vai bị hắn miết sinh đau nước mắt rào rào lưu sao nàng hiện tại phân không rõ là đau lòng vẫn là thân thể đau nương ba phần men say bắt đầu đùa dẫn rượu điên tưởng bách xuyên ta sai lầm rồi ngươi đừng nóng giận ngươi trước kia lại tức giận đều sẽ không như thế đối của ta nàng nghẹn ngào ta cũng không muốn cố ý nhằm vào tô dương nhưng là ta nhìn thấy ngươi đối nàng tốt như vậy trong lòng ta nhịn không được ghen tị, tưởng bách xuyên, ta cũng thích ngươi nha, ta so tô dương trước nhận thức ngươi, cũng trước thích ngươi, khả làm sao ngươi tài tráng vì nàng đối với ta như vậy đâu. Tưởng bách xuyên nới tay, hướng lui về sau mấy bước, cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Kiều cẩn, túy không có say trong lòng ngươi đều biết. Ta tự nhận là ta chưa cho quá ngươi bất cứ cái gì sai lầm tín hiệu, mặc kệ là nhận thức tô dương tiền, vẫn là nhận thức tô dương sau, ta đối với ngươi cũng chính là thế giao gia bất đắc dĩ xã giao, điểm này ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu ngươi phải muốn đoán chừng minh bạch giả bộ hồ đồ, lừa mình dối người, ta đây nhất định sẽ cho ngươi thanh tĩnh nhận thức điểm này. Bất đắc dĩ xã giao. Kiều cẩn trong lòng rung lên, này nam nhân thật đúng là tuyệt tình có thể. Như vậy tàn những lời nói hắn đều có thể không hề cố kỵ nói ra. Nàng khống chế không được trống xuất ra. Tưởng Bách Xuyên, ngươi vẫn là cái nam nhân sao tưởng bách xuyên không có mảy may động dung cũng không tức giận tựa như hắn phía trước nói với bàn việc hy như vậy tranh cãi hắn chỉ cùng người trong nhà nhưng đối với râu ri nhân của hắn hài hước chế nhạo là một loại xa xỉ tưởng bách xuyên bản không muốn đem cuối cùng da mặt xé rách khả năng quá mức không có tự mình hiểu lấy dứt khoát duy nhất nói cái minh bạch cũng không nhu lại bận tâm hai nhà cái gì giao tình không giao tình Hắn đứng không đi. Kiều Cẩn cho rằng trong lòng hắn bắt đầu ấy nấy. "Cách dĩ vãng." Nàng nói như vậy chọc giận lời nói của hắn, hắn khẳng định không nói hai lời chạy đi bước đi. Ngay tại nàng mang trong lòng may mắn khi, theo cách đó không xa đi tới hai cái thân hình cao lớn nam nhân, mà kia hai nam nhân đi tới phương hướng, khả không phải là. Kiều Cẩn đầu ngón tay cũng không khỏi sợ run hạ, đầu óc trống rỗng. Sẽ không bị hắn phát hiện thôi làm sao có thể? Hắn làm sao có thể biết trước? Hai nam nhân đến gần, đem trong tay gì đó giao cho tưởng Bách Xuyên. Tưởng Tổng, đây là theo trong máy ảnh xuất ra ký ức tạp. Tưởng Bách Xuyên tiếp nhận đến, mâu quan trầm không thấy đấy. Hắn đem ký ức tạp phóng ở lòng bàn tay nhìn nhìn, lại nhìn về phía Kiều Cẩn. Đây là ngươi đêm nay tìm ta, đã chạy tới ôm ta mục đích phải không? Trước tiên tìm hảo cẩu tử, tìm một thích hợp góc độ, đi chụp nàng cùng hắn ôm tình cảnh đó, nàng theo sau lưng ôm lấy hắn, mà hắn nhất định sẽ quay đầu. Lúc này nàng lại bổ nhào vào trong lòng hắn, cậu tử nhất định sẽ tuyển cái đặc biệt quay chụp góc độ đi hiểu lầm đại chúng, bọn họ là tình đến chỗ sâu chủ động ôm ấp. này nếu phát ra đi, hắn chính là có một trăm há mồm đều giải thích không rõ ràng. vừa công khai hôn nhân, liền lập tức truyền ra cùng cái gọi là thanh mai tình chàng ý thiếp video clip. Tô Dương đại khái tự thành lớn nhất trò cười. Hoàng hảo hắn sớm có chuẩn bị, nghĩ đến nàng cùng nàng cái kia không tỉnh du biểu đệ hội ngoạn chiêu này âm. Kiều cẩn gắt cao cắn môi không nói chuyện. Nàng vốn là tính toán phá bình phá xuất, hắn cố ý không nhường nàng tốt hơn, khi nàng cũng sẽ không thể nhường Tô Dương tốt hơn. Cho nên theo tối hôm qua bắt đầu, nàng luôn luôn thủ tại chỗ này chờ, sẽ chờ hắn một người xuất hiện khi trình diễn tình cảnh này. Tưởng Bách Xuyên dùng bật lửa đem kia trương tạp cấp thiêu, mặt không biểu cảm nhìn về phía Kiều Cẩn. Có ngươi ruột đều hối thanh ngày đó. Hắn ý bảo bảo tiêu đi xuống, xoay người hướng nhà trọ lâu. Kiều Cẩn đậu đại nước mắt rơi xuống. Xem hắn dường như không có việc gì đi hướng nhà trọ lâu, nàng hỗn hển hô to. Tưởng Bách Xuyên, ta với ngươi không để yên. Không tin chúng ta liền chờ xem. Nàng sẽ không nhường tô dương tốt như vậy quá, Dựa vào cái gì trên đời này sở hữu tiện nghi đều nhường Tô Dương chiếm Tô Dương về nhà khi Tưởng Bách Xuyên đã khai lát nữa Đang ở phòng bếp đào thức Ngươi làm sao mà biết ta đêm nay phải làm cơm tẻ Tô Dương dẫn theo món ăn vào phòng bếp Tưởng Bách Xuyên quay đầu xem nàng Ngươi giữa trưa không phải nói mấy ngày cũng chưa ăn cơm tẻ sao Giữa trưa ở khoai lang gia gia Trong tiệm, nhạc mẫu làm tiểu vàng thắng Nàng lúc đó liền ồn ào nói muốn ăn cơm tẻ. Tô Dương cười. Đối của ta nói như vậy để bụng, có phải là mê ta mê không cần lại không cần. Ân. Ừ. Đem món ăn phóng hảo, đưa tay theo sau lưng ôm lấy hắn. Tưởng Bách Xuyên đem gạo bỏ vào trong nồi cơm điện, sát thượng đầu cắm, ẩn ẩn nói. Trước kia ta cảm thấy mẹ ta mặt rất lớn, hiện tại cảm thấy ngươi có nghịch tập tiềm lực. Tô Dương ha ha bật cười, đúng vậy, hai chúng ta chính là mặt đại, cho nên ngươi mới mê luyến thật tưởng bách xuyên đem bệ kính thượng túi mua hàng lấy đi lại nhìn nhìn rất nhiều loại rau dưa hỏi nàng chuẩn bị làm cái gì món ăn tô dương ớt xanh khoai tây ti cà chua xào trứng xà lách xào dầu hào lại làm việc nhà đậu hủ đi tưởng bách xuyên còn tưởng rằng nàng này mấy tháng lại dài quá trù nghệ nguyên lai vẫn là mười mấy năm không thay đổi kia tứ dạng hỏi nàng vậy ngươi còn mua măng, trà thụ cô làm cái gì? Tô Dương nói. Vốn là không tính toán mua, mà ta vào tiểu khu sau, ở bồn hoa biên liền nhìn đến kiều cẩn với ngươi đứng một khối, còn có của ngươi lưỡng bảo tiêu, ta sợ sau khi đi qua ta liền nhịn không được tưởng đổi kiều cẩn, sau đó liền quay đầu lại đi siêu thị mua hai loại trở về. Tưởng Bách Xuyên, Nga, Thanh, dặn dò nàng. Về sau tái kiến nàng tận lực đừng cùng nàng chính diện xung đột, nàng người này tâm nhãn bất chính, Cuối cùng chịu thiệt chính là ngươi, có chuyện gì ngươi trở về nói với ta. Sau đó đem chuyện vừa rồi cùng Tô Dương đơn giản nói hạ. Tô Dương nghe xong đều lòng còn sợ hãi, nếu này video clip phát ra đi, nàng bị bao nhiêu nhân chế dẻo. Nàng xem đến bệ kính thượng có cái giữ ấm bình, cúi xuống, mẹ đưa tới. Không phải là ba đưa tới, là ngươi thích ăn giấm chua lưu ngư. Tô Dương đưa tay sờ sờ giữ ấm bình, tuy rằng bên ngoài là lạnh nhưng bên trong độ ấm cùng nàng hiện tại tâm tình giống nhau nóng bỏng ba không đi lên không muốn chạy về gia bồi gia da ăn cơm tưởng bách xuyên bắt đầu rửa rau đem khoai tây tẩy hảo sau hỏi nàng ngươi tới thái sợi hảo tô dương nới ra hắn hệ thượng tạp về bắt đầu sắc sợi khoai tây nàng còn tưởng hắn phía trước ở trên xe muốn nói với nàng lời nói nhắc nhở hắn đúng rồi trước ngươi nói trở về có việc nói với ta chuyện gì tưởng bách xuyên ở tẩy cà chua quay đầu nhìn nàng mắt lại tiếp tục tẩy trừ hắn đem tẩy tốt vài cái cà chua đưa tay phóng tới món ăn trên sàn bắt đầu trạch rau xà lách thế này mới nói lên khi đoạn thời gian của ta xác thực vội bồi ngũ thúc đi một chuyến nam phi sau khi trở về bệnh bao tử phạm vào nửa đêm đau không được uống thuốc cũng không hữu hiệu ta liền lái xe đi bệnh viện không nghĩ tới ở trên đường cùng một chiếc taxi chàng cùng nhau đi. Tô Dương nghe xong, thủ trung lên, kém chút thiết tới tay chỉ. Có phải là thương rất nặng? Khi làm sao ngươi cũng không nói với ta. Nàng buông đau, đi qua, đem hắn thân thể ban đi lại, muốn xem xem hắn nơi nào thương trọng. Quan tâm sẽ bị loạn, nàng đều đã quên, hơn ba tháng đi qua, có thương tích cũng tốt. Tưởng bách xuyên trấn an nàng. Không có chuyện gì, không tính quá nặng, tốc độ xe cũng không mau, ngoại thương ngược lại không lợi hại, cũng không gãy xương, chính là nội tạng xuất huyết, cần phải nằm viện quan sát, ta vốn cùng bệnh viện thương lượng ta nghĩ đi hương cản nhìn ngươi chụp ảnh triển, nhưng bác sĩ không đồng ý, nói nội tạng xuất huyết loại sự tình này khó mà nói, vạn nhất muốn ở trên máy bay đột phát ngoài ý muốn, không tốt cứ giúp. Tô Dương đầu luôn luôn tại hắn ngực cọ, nước mắt cũng đến rơi xuống. Thực xin lỗi, ngươi xem ta đây cái thê tử làm một điểm đều không hợp cách, khi đoạn thời gian đều phát hiện của ngươi dị thường, chỉ chú ý chính mình sự tình, thực xin lỗi. Tưởng Bách Xuyên đem trong tay đồ ăn buông, ôm lấy nàng. Khóc cái gì nha, ta không phải là hảo hảo sao, lúc đó liền là vì không có sự sống nguy hiểm, ta mới không nói cho ngươi, ngày thứ ba chính là của ngươi chụp ảnh triển, ta không muốn để cho ngươi phân tâm, sau này ngươi chụp ảnh triển sau khi kết thúc, ta thân thể cũng không có gì trở ngại, sẽ không lại với ngươi đề. Nàng không phải là không đề cập qua muốn đi nhìn hắn, nhưng hắn từ chối. Sợ nàng nhìn đến hắn nằm ở trên giường bệnh bộ dáng, trong lòng nàng hội khó chịu. Nói xong hắn thở dài, sớm biết rằng liền không cùng ngươi nói nữa, theo như ngươi nói ngươi ấy nấy. Nhưng nếu không nói với nàng, nàng lại trong lòng biên không thoải mái. Tô Dương khóc một hồi lâu mới bình phục xuống dưới, đỏ mắt nhìn hắn về sau mặc kệ gặp được chuyện gì đều phải cái thứ nhất nói với ta tưởng bách xuyên gật đầu nói đi tô dương lại hỏi còn có hay không chuyện khác gạt ta tưởng bách xuyên không có liền này nhất kiện tô dương tạm thời sẽ tin hắn tưởng bách xuyên lại giải thích khi đoạn thời gian ta trừ bỏ thân thể không thoải mái là thật chiếu cố ngay cả ngủ thời gian đều không có cùng nàng lại có thời gian sai lệch cho nên điện thoại đánh tựu ít đi chút khi đoạn thời gian không chỉ có trò chuyện thiếu mỗi lần trò chuyện giống như cũng không có gì muốn nói nàng luôn là nói bản thân bề bộn nhiều việc vội vã muốn gác điện thoại bắt đầu thời điểm hắn thực cho rằng nàng vội cũng liền tận lực thiếu quấy rầy nàng buổi tối nhiều cho nàng điểm giấc ngủ thời gian cho đến khi sáng hôm đó nàng chủ động gọi điện thoại cho hắn hắn cảm giác giọng nói của nàng thật không bình thường cũng không quá nói chuyện hắn hỏi nàng như thế nào kết quả nàng nói không có gì chính là thời gian dài quá không liên hệ kém chút quên ngươi là ta lão công gọi cuộc điện thoại xác nhận một chút ngươi sẽ không cũng thiếu chút đã quên ta là ai đi hắn nhất thời cũng chưa phản ứng đi lại bởi vì bọn họ liền mới một ngày không liên hệ mà thôi sau này nàng lại hỏi hắn ta nghĩ nhìn ngươi thuận tiện sao thuận tiện kia hai chữ làm cho hắn ý thức được nàng đã triệt để không có cảm giác an toàn cho nên khi khi ở trong điện thoại hắn liền quyết định về bắc kinh một chuyến vốn của hắn hành trình an bày lý không có nhiều như vậy thời gian lại về nhà cùng nàng hai ngày cuối cùng đành phải chậm lại gặp một cái trọng yếu hộ khách thời gian đó là hắn làm buôn bán nhiều năm như vậy lần đầu tiên không có đúng giờ đêm đó hắn đi phòng làm việc dưới lầu tiếp nàng tan tầm nàng theo trên bậc thềm chạy xuống đến cái loại này biểu cảm giống như đã từng quen biết. Bao nhiêu năm trước mùa đông, thứ sáu giữa trưa, hắn theo New York bay trở về mang nàng đi cố cung xem tuyết, nàng kiều khóa theo trường học tường vây bò ra đến khi biểu cảm, chính là như vậy. Kinh hỷ lý sen lẫn hưng phấn. Thế nào đều che giấu không được. Ba tháng không gặp, nàng theo trên bậc thềm chạy xuống đến thẳng đến của hắn trước mặt. Liền cùng một cái lưu thủ nhi đồng, đột nhiên gặp được tộc trưởng. Không thấy mặt khi, không thể thiếu oán trách cùng không hiểu. Chỉ khi nào gặp mặt, nên cái gì đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có không chân thực vui sướng. Khi một cái chớp mắt, hắn chưa bao giờ như vậy ấy nấy quá. Hắn lại vội, liền tính không ngủ được, cũng nên hồi đến xem của nàng. Nàng mặc kệ nhiều kiên cường, nhiều độc lập. Khả ở của hắn trước mặt, nàng thủy chung là cái không lớn đứa nhỏ. Tô Dương bình phục hảo tâm tình, tiếp tục thiết thái tưởng bách xuyên đứng ở bên cạnh nàng bắt đầu nhặt rau nói với nàng chờ xuống lần nữa đại tuyết chúng ta đi cố cung đi dạo tô dương không lên tiếng dùng đao dùng sức đoá đoá món ăn bản tưởng bách xuyên tô dương buông thái đao quay đầu bán hiếp mắt theo dõi hắn sau một lúc lâu nói câu kẻ lừa đảo tưởng bách xuyên buồn bực tô dương tiếp tục sắc sợi khoai tây chỉ là thiết đi xuống lực đạo thành lớn Thái đao đoá ở món ăn trên sàn phát ra, thùng thùng thùng, nổ. Nàng nhớ tới ngày đó ở cố cung xem qua tuyết hậu, hai người đều lạnh, toàn thân đông lạnh thấu. Thời gian còn sớm, không đến tan học thời gian, nàng không thể về nhà. Tưởng Bách Xuyên liền mang nàng đi của hắn phòng trọ nhỏ. Nhà trọ không lớn, 450 bình. Ở nhà trọ, nàng uống lên vài chén nước ấm, ăn hắn lần đầu tiên làm tạc tương mặt. Tuy rằng hương vị khó có thể nuốt xuống, nhưng vẫn là toàn bộ đều ăn sạch. Ăn cơm xong, nàng vẫn là lãnh, không ngừng đánh hắt xì. Tưởng Bách Xuyên nói với nàng, hắn ôm nàng sẽ không lạnh. Hắn ôm nàng, luôn luôn không ngừng thân nàng. Đúng là thanh xuân niên thiếu, huyết khí sôi trào niên kỹ, thân thân hắn đại khái sẽ không lại thỏa mãn. Hắn hỏi nàng, còn lạnh không? Nàng gật gật đầu. Lạnh lại hỏi hắn. Hơi ấm thế nào còn chưa có nóng? Hắn nói, phải có cái rất dài dự nóng quá trình. Nàng liền tin. Lúc đó đã nghĩ, kẻ có tiền da hơi ấm chính là không giống với. Sau này nàng lại hỏi, nếu không khai điều hòa đi. Hắn nói, điều hòa đã sớm hỏng rồi, chưa kịp sửa. Nàng đành phải thở dài. Qua ở trong lòng hắn, như trước là lãnh thẳng phát rung. Sau đó hắn đề nghị, nếu không chúng ta làm làm vận động, như vậy sẽ không lạnh. Nàng lúc đó còn hồn nhiên nghĩ, liền lớn như vậy điểm địa phương, làm cái gì vận động. Hơn nữa, đây là 19 lâu, nhảy dây nhảy xa chạy bộ cái gì, đều không được, sẽ ảnh hưởng dưới lầu. Một giờ sau, nàng đại hãng đầm đìa, không bao giờ nữa lạnh. Nguyên lai like cái này vận động kêu, trên giường song nhân có dưỡng vận động. Sau này lần thứ hai đi của hắn nhà trọ, nàng mới biết được, hơi ấm căn bản liền không cần thiết giữ nóng lâu như vậy, kỳ thực là hắn không khai. Đương nhiên, điều hòa cũng không hư. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 35 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tình lang hội sở Lớn như vậy nhất hào trong phòng, chỉ có hai người lục duật thành đêm nay hẹn an bình nói đúng ra là phía trước an bình chủ động điện thoại cho hắn ngôn ngữ gian là đối hắn ngày hôm qua giữa trưa không mang nàng đi ăn cơm có chút hứa bất mãn nhưng nói cực kỳ uyển chuyển sau này lục duật thành ngay tại trong điện thoại nói ta ở tình lang hội sở nhất hào phòng an bình lúc đó hưng phấn giật vu ngôn biểu đây là hắn lần đầu tiên mang nàng tiếng hắn bằng hữu vòng vốn buổi tối còn có một bữa ăn nàng đều lâm thời nhường người đại diện cấp thôi rớt. Ở nhà trang phục trang điểm một phen, đúng hẹn tới. Đến phòng liền mắt choáng váng, trống rỗng trong phòng, trừ bỏ ngồi trên sofa chính hút thuốc lục dược thành, trừ bỏ kia thủ, xuân phong mười dặm, lại vô khác. An bình hô khẩu khí, sửa sang lại hảo thất lạc cảm xúc, tựa vào lục dược thành bên người ngồi xuống. Ở mâm đựng trái cây lý cầm cái quyết bắt đầu bác đứng lên, hắn thích ăn quyết có phải là hôm nay mệt mỏi? Tâm tình không tốt. Mặt sau câu kia nàng không xin hỏi. Lục Duật Thành chậm rãi hộp sương khói, đang ở nghe ca, cũng không đáp lại nàng, chỉ là ngước mắt nhìn nàng mắt, mà sau tiếp tục hững hờ hút thuốc. Không có được đáp lại, An Bình thức thời không hỏi nhiều nữa. Quyết bác hảo, nàng bài mấy cánh hoa đưa tới bên miệng hắn. Lục Duật Thành thân thể về phía sau khuynh khuynh, tránh thoát đến, hắn ý bảo chính nàng ăn. An Bình trên tay động tác một chút, nhất cổ bất an cảm xúc vọt tới trong lòng. Nhưng vẫn là đem mấy cánh hoa quyết đặt ở miệng, vốn chua ngọt ngon miệng, nhưng lúc này nàng đã thường không ra là cái gì tư vị. Nàng cười cười, hỏi hắn. Cơm chiều ăn sao? Lục dược thành tân một tiếng, đem tàn thuốc khấu ở gạt tàn, theo sofa trên tay viện trong bao xuất ra một phần hợp đồng đưa cho nàng. Đây là cho ngươi tranh thủ đến nhất bộ phim truyền hình nhân vật. An Bình kích động lấy đi lại, dục muốn đứng dậy tiến đến hắn bên cạnh thân hắn một chút, kết quả đã bị hắt nước lạnh. Về sau không cần theo ta liên hệ. An Bình đầu ngón tay rung lên, tâm đều là mát, đã sớm đoán trước đến hôm nay, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng ngồi ở chỗ kia nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Lục Duật Thành còn nói. Phía trước nên đưa cho ngươi giống nhau cũng chưa thiếu. An Bình cắn cắn môi, nói câu bản thân đều cảm thấy buồn cười lời nói. Đối với chúng ta ở cùng nhau còn không đến 3 tháng nha. Nhanh như vậy liền ngấy. Lục Duật Thành lại đổ ra một chi yên, không trừ, phóng ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng đụng. Nhìn về phía nàng. Ta nghĩ đến ngươi rất thông minh, thế nào còn hỏi như vậy không trình độ vấn đề. Vốn chính là theo như nhu cầu, cùng thời gian có quan hệ gì. Bị như thế trắng ra châm chọc phân tích, An Bình trên mặt bạch một trận hồng một trận. Nàng dùng sức nắm chặt trong tay hợp đồng, có như vậy một cái chớp mắt, nàng thật muốn đem phần này hợp đồng nện ở trên mặt hắn, hô to một câu. Lão nương không hiếm lạ. Khả hiện thực cũng không cho phép nàng như thế tùy hứng lại làm bậy. Nàng đứng lên, cảm ơn. Lấy thượng bao trốn giống nhau rời đi. Tiếng đóng cửa rơi xuống, lục duật thành mệt mỏi hãm ở trong sofa. Hai phút sau, phòng môn lại bị đẩy ra. Lục Duật Thành không trợn mắt, mở miệng nói. Đến trùng hợp như vậy, nàng mới vừa đi, ngươi sẽ đến. Ngươi vừa rồi nghe chân tường. Không nghĩ tới còn có này mê. Cố Hằng ở hắn đối diện ngồi xuống, bản thân cấp bản thân ngã một ly rượu đỏ, ẩn ẩn nói. Liền ngươi này phá gốc tường, mở khuếch đại âm thanh khí ta đều phải tìm phó máy trợ thính đổ đứng lên, miễn cho lỗ tai bị ô nhiễm lục dược thành lãnh suy một tiếng. Cố hằng rất khó bác quái. Ta nhưng là xem an bình lưu nước mắt đi ra ngoài. Lục dược thành khóe miệng hài hước châm chọc cười, rất nhạt. Nàng luyến tiếc là nàng này mấy tháng hưởng thụ đến xa xỉ vật chất cuộc sống cùng trên công tác các loại lục sắc thông đạo, ngươi cho là nàng luyến tiếc con người của ta. Hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Đột nhiên, hắn thình lình nói câu. Về sau không muốn lại như vậy lãng phí bản thân không muốn lại tùy tiện tìm cái nữ nhân lãng phí bản thân cố hằng chế nhạo lời này ngươi hẳn là nói với đồng đồng có lẽ nàng còn có thể đáng thương đồng tình ngươi hai câu không cần nói với ta vô dụng ta chỉ hội coi thường ngươi lục duật thành a à, nói với nàng qua bán dây lại nói nàng chính là cái miệng chó không thể khạc ra ngà voi gì đó cố hằng liếc hắn liếc mắt một cái không lên tiếng nhẹ nhàng hoảng cốc có chân dài nghe làm cho người ta có chút không hiểu phiền chán âm nhạc trong đầu phiền muộn không chỗ phóng thích trong phòng trừ bỏ âm nhạc chính là trầm mặc sau một hồi cố hằng mới nói nói tối hôm nay giải trí bác quái nhìn không lục duật thành không có cái gì đẹp mắt sáng tinh mơ chạy đến trong công viên tú ân ái bệnh không nhẹ cố hằng hắn giống như chưa nói là ai giải trí bác quái đi đây là hắn cùng lục duật thành bi ai sở hữu cùng tô dương có liên quan tin tức bọn họ hội nhìn lại xem lại lừa mình dối người phải muốn nói thờ ơ hắn khẽ cười một tiếng như là tự dẻo hoặc như là chế nhạo lục duật thành đã cũng chưa xem kia làm sao ngươi liền chắc chắn nhân gia không phải là ở thương trường tú ân ái đâu đột nhiên lục duật thành mở mắt ra đáy mắt đều là tức giận ngươi nói cái gì bọn họ buổi tối lại chạy tới thương trường tú ân ái. Cố Hằng sắc mặt như thường, gật gật đầu. Ân, đồng đồng còn cố ý dặn dò paparazzi, nói nhất định phải đem này video clip truyền cho Lục Duật Thành xem. Ngươi đặt sao? Lục Duật Thành hậu tri hậu giác, hắn đây là bị Cố Hằng cấp đùa giỡn, bọn họ căn bản liền không có đi thương trường. Trên mạng bác quái vẫn là buổi sáng ở công viên cái kia. Còn già mồm cải láo tiêu sái lộ nha thạch a à, còn tưởng rằng bản thân vĩnh viễn 17 tuổi đâu. Cho nên hắn từ giữa trưa đến bây giờ cũng chưa khẩu vị, bị già mồm cải láo đến. Đột nhiên, cố hằng bật cười. Lục ruột thành ánh mắt khiếp lại, theo dõi hắn vọng. Cố hằng, ngươi phát bệnh. Cố hằng dừng cười, hỏi hắn. Ngươi hiện tại có muốn hay không thượng hót sớt? Lục Duật thành chớp mắt. Vài cái ý tứ. Cố hằng. Ý tứ chính là, ngươi nếu tưởng một đêm hồng lần cả nước lời nói, ta liền cùng ngươi đi chỗ đó cái công viên chụp đoạn đi nha thạch video clip, ta đảm đương tưởng bách xuyên nhân vật, ngươi cứ dựa theo đồng đồng động tác đến, bảo đảm ngươi nhanh chóng nhảy lên hồng đại giang Nam Bắc. Lục Duật Thành Trực tiếp theo mâm đựng trái cây lý cầm vài cái quyết tạp đi qua, cố hằng, ngươi đầu óc nước vào có phải là không nghĩ đã liền chạy nhanh cút. Cố hằng đem quyết nhặt lên đến, không yêu cùng hắn so đo, hôm nay hắn tâm tình cũng không thích, lười cùng hắn xính nhất thời võ mồm cực nhanh. Sau này, hắn lại hỏi nhìn về phía lục ruột thành, ý có điều chỉ nhắc nhở nói. Đêm mai chính là bình an muộn rồi. Lục dược thành thưởng thức yên, đáy mắt quan lúc sáng lúc tối, hắn như có như không tân một tiếng, cũng không có câu dưới. Một lát sau, cố hằng hỏi. Năm nay ngươi chuẩn bị đưa đồng đồng cái gì lễ vật? Lục Duật Thành nghĩ nghĩ. Không biết, năm nay không nghĩ tặng, nhìn đến nàng liền phiền. Lớn như vậy người, lập tức liền 30, còn tưởng rằng bản thân là 3 tuổi đâu, muốn đưa cái gì Noel lễ vật. Cố Hằng gật đầu, nói. Đi, ta đây đưa hai phân, đợi đến nàng có đứa nhỏ ta liền không tiễn. Nhấp xong môi rượu, tiếp theo nói. Đến lúc đó ta trực tiếp đưa cho đứa nhỏ là đến nơi. Lục Duật Thành thuận thuận khí, hắn chế ngạo nói. Cố Hằng, ngươi nói làm sao ngươi như vậy tiện đâu. Cố Hằng đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, cũng vậy. Lúc này, Kiều gia. Kiều phụ cùng Kiều cẩn cãi nhau sau, lại cùng Kiều mẫu ầm ỉ một trận, khí cơm chiều cũng chưa ăn liền rời khỏi gia. Kiều cẩn còn trong phòng bên trong, khóc suốt, không ăn cơm. Kiều mẫu đem sữa đưa đi qua, cẩn nhi, Ngươi như vậy không ăn không uống là thân thể của chính mình chịu tội, nhân gia Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên quá đang đắc ý đâu, ngươi như vậy chính là vừa vặn xưng bọn họ tâm, như bọn họ ý, ngươi ngốc nha. Kiều Cẩn sát lau nước mắt, nhưng là hiện tại trên mạng bình luận nghiêng về một phía, mọi người đều đang mắng lòng ta cơ. Mẹ, ta chịu không nổi. Nghĩ đến phía trước Tưởng Bách Xuyên trắng ra nói ra, nàng là hắn bất đắc dĩ thế giao gia xã giao, trong lòng nàng liền đổ thở không nổi kiều mẫu thở dài nếu có tâm cơ cũng là tô dương có tâm cơ có thể đem hai nhà giao tình châm ngòi thành như vậy ngươi nói nàng thành phủ có bao sâu nói xong đem sữa đưa cho nàng được rồi uống hai khẩu đi ngươi gia gia tuy rằng cũng khí khả kiều gia vậy ngươi như vậy cái cháu gái hắn sẽ không mặc kệ của ngươi kiều cẩn tiếp nhận sữa chén mà lúc này tưởng bách xuyên cùng tô dương đều công khai hôn nhân tình huống ta còn có thể làm sao bây giờ kiều mẫu trước đêm gần đây tin tức áp nhất áp chờ thêm trong khoảng thời gian này ngươi lại tiếp công tác lại nói trong vòng giải trí không phải là còn có người chuyên môn làm chút hắc liêu bôi đen bản thân tưởng thành danh sao này đó nội tình tuy rằng ta không hiếm lạ nhưng là sự tình đã đã xảy ra ngươi liền đã thấy ra điểm quá mấy tháng sẽ không nhân lại nhớ kỹ việc này kiều cẩn hai mắt đẫm lệ mông lung vẫn là lặp lại câu kia Ta cùng tưởng Bách Xuyên không còn có khả năng." Kiều Mẫu thở dài. "Ngươi nói tưởng Bách Xuyên có cái gì hảo, ngươi thế nào cũng phải một cái nói đi đến hắc. Mẹ cho ngươi tiểu di cho ngươi giới thiệu cái không được sao?" Kiều Cẩn hơi không kiên nhẫn. "Mẹ, ngươi đừng phiền việc này, về sau không cần cho ta thu xếp cái gì thân cận, ta sẽ không đi." Trong lòng nàng trừ bỏ tưởng Bách Xuyên rốt cuộc trang không dưới nam nhân khác, nàng thích hắn mười mấy năm. Không có ai có thể so được với hắn. Nàng xem hướng Kiều Mẫu. Mẹ, ngươi lại cùng Gia Gia nói một chút, chỉ cần Tưởng Bách Xuyên ủy bộ chú ý ta, không lại cùng Tô Dương ở công khai tú ân ái, việc này liền tính trôi qua. Kiều Mẫu hơi hơi thở dài, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương chính ở nhà xem TV. Đột nhiên, Tưởng Bách Xuyên ngay cả đánh vài cái hắt xì. Tô Dương cười. Khẳng định là ai nghĩ ngươi. Tưởng Bách Xuyên thê nàng liếc mắt một cái, Tô Dương bẹt bẹt miệng, không lại lên tiếng. Tưởng Bách Xuyên đem TV âm lượng điều tiểu, hỏi nàng: "Đêm mai chính là bình an đêm, có cái gì không đặc biệt tưởng nhớ làm việc?" Bọn họ hai người rất ít đi ra ngoài chúc mừng cái gì ngày hội. Mặc kệ là lễ tình nhân vẫn là ngày kỷ niệm, thông thường đều là ở nhà xem xem phim, bản thân làm bữa cơm ăn. Có khi bọn họ hội tâm sự lẫn nhau gần đây phiền lòng sự. Tô Dương không hiểu lắm tài chính phương diện, hắn liền đơn giản nói với nàng, kia thứ thu mua án hắn không có làm tốt. Nhà ai đưa ra thị trường công ty IPO nghiệp vụ, hắn chỉ tranh thủ đến phó thừa tiêu thương tư cách. Nàng cũng sẽ nói với hắn, kia thứ quay chụp khi một điểm linh cảm đều không có, đánh ra đến ảnh chụp ngay cả chính nàng đều không vừa lòng. Nhưng công tác lý chịu ủy khuất nàng cho tới bây giờ đều sẽ không cùng hắn nhiều lời nữa chữ. Tô Dương hai tay gối lên sau đầu, nhìn trần nhà, nghĩ lại một hồi lâu. Lắc đầu. Hồi nhỏ rất thích quá Noel, sau này cùng với ngươi, cũng ngóng trong quá Noel, bởi vì lễ Noel ngươi có thể trở về xem ta, hiện tại sao? Nàng sườn mặt cùng hắn đối diện, khả năng tuổi lớn chút, đối với mấy cái này cũng đã thờ ơ, dù sao ngươi lại ở nhà, ta nên cái gì cũng không thiếu nàng nói xong lại tinh tế suy nghĩ những lời này đúng hắn ở nhà nàng nên cái gì cũng không lại thiếu tưởng bách xuyên đưa tay hay hãy gương mặt nàng nhìn nàng một hồi lâu ngón cái chỉ phúc nhẹ nhàng sát quá của nàng môi cúi đầu thân đi lên tô dương thuận thế ôm của hắn cổ hai người lời lẽ tướng triền hôn một hồi lâu mới tách ra tô dương đột nhiên bắt lấy tay hắn ngồi dậy theo dõi hắn nhìn vài giây Ta nghĩ đưa cái Noel lễ vật cấp lục dược thành cùng cố hằng, năm rồi đều là bọn hắn tặng cho ta, ta cũng không có hồi đưa quá. Nhiều năm như vậy, liền tính lẫn nhau đều thủy hỏa bất dung, nhưng mỗi đến Noel bọn họ vẫn là hội tặng lễ vật cho nàng. Bọn họ đưa cho của nàng lễ vật cũng không quý trọng, quý nhất hảo giống chính là hơn 20 đồng tiền một bao A4 giấy. Hàng năm bọn họ đưa gì đó đều thiên kỳ bách quái. Một cái quả táo, Mấy con hảo ngoạn bút chì, nàng vẽ bản đồ hội dùng đến Một bao A4 giấy Bút chì bào Có khi còn có thể đưa khối cục gôm Năm trước lễ Noel, lục dược thành chuyển phát cái nướng ngô cho nàng Cố hằng chuyển phát lục bao lạc điều cho nàng Mỗi bao lạc điều mới ngủ mau tiền Tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng nàng toàn bộ đều ghi tạc trong lòng Hồi nhỏ kia phân tình nghĩa nàng luyến tiếc liền như vậy vứt bỏ tưởng bách xuyên hỏi nàng vậy ngươi tưởng đưa cái gì lễ vật cho bọn hắn tô dương chi tiết nói ở nước đức thành nhỏ thời điểm ta liền tưởng tốt lắm ta chuyên môn ở thành nhỏ vỗ cảnh tuyết ảnh chụp tưởng cho bọn hắn thủ công làm trương noel thiệp chúc mừng lúc trước chụp ảnh thời điểm nàng nên cái gì đều không muốn lại đi so đo bọn họ ba người theo mấy tuổi đến mười mấy tuổi liền cùng lục duật thành trước kia nói qua như vậy thanh xuân niên thiếu là nhân sinh không thể phục chế quý giá tài phú. Giữa bọn họ, tình thân đã vượt qua tình bạn. Trước kia chuyện, mặc kệ thuộc đối thuộc sai, nàng đều muốn bắt bọn nó cấp phiên thiên. Đã nghĩ về sau cùng bọn họ gặp mặt khi, có thể hảo hảo nói lên hai câu nói. Hồi nhỏ bọn họ đưa nàng thiệp chúc mừng, hiện tại nàng tưởng hồi đưa một trương. Nghĩ đến chế tác thiệp chúc mừng, Tô Dương bắt đầu phát sầu, ta nghĩ cho bọn hắn làm âm nhạc thiệp chúc mừng, nhưng giống như thật phức tạp. Nàng nhún nhún vai, ta đây loại vật lý cho tới bây giờ đều thất bại nhân, sẽ không làm. Tưởng Bách Xuyên suy nghĩ một lát, chủ động xin đi giết giặc. Ta có thể thử xem. Tô Dương chớp mắt, xác định bản thân không có nghe lầm, một cái lăng lông lốc đi ngồi dậy, ôm của hắn cổ, lại xác nhận một lần. Ngươi nói ngươi phải giúp ta cùng nhau chế tác âm nhạc thiệp chúc mừng hắn không phải là dù sao đều không quen nhìn bọn họ hai người sao tưởng bách xuyên gật gật đầu ân ừ, với ngươi cùng nhau chế tác hiệu quả thế nào ta không có cách nào khác cam đoan ta phía trước không xem qua cũng chưa làm qua nhưng ta tận lực tô dương đem mặt chôn ở của hắn trong cổ dùng sức cọ cọ tưởng bách xuyên ân ừ. lặng im một lát sau nàng lại nói không có gì chính là kêu kêu ngươi Kỳ thực nàng muốn nói, nàng là cỡ nào may mắn, niên thiếu khi gặp được nhân là hắn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 36 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cô Dương kích động sau, lại nằm ở trên sofa, lấy quá tưởng bách xuyên thủ gối lên mặt nàng hạ, dùng sức cọ cọ. Tưởng bách xuyên, ta cảm thấy ta liền là nữ bản đại hùng tưởng bách xuyên bật cười, ta không có nhiều yêu mộng lợi hại như vậy. tô dương ánh mắt hiếp lại, chế nhạo nói, nguyên lai like ngươi hồi nhỏ cũng xem phim hoạt hình nha, ta còn tưởng rằng ngươi là thần tiên tỷ tỷ, không thực nhân gian yên hỏa đâu. tưởng bách xuyên, hắn nhẹ nhàng xoa bóp của nàng má, nói với nàng, ta khi đó còn xem hắc miêu cảnh dài, biến hình kim cương cũng xem. tô dương cười ha ha. Tưởng bách xuyên. Ngươi cười cái gì? Cô Dương thật lâu mới liễm ngưng cười, xoa xoa cười đều phát đau ngực. Ta luôn luôn cho rằng giống ngươi như vậy trời sinh cao lãnh học bá tiểu ca ca, năm sáu tuổi bắt đầu liền tự học tiếng Anh máy tính cái gì, ta còn thật nghĩ không ra ngươi ngồi ở tivi trước mặt xem hát miêu cảnh dài là cái bộ dáng gì nữa. Nói xong, nàng lại không tự chủ bật cười. Não bổ rất nhiều hình ảnh. Nàng nâng tay vỗ vỗ của hắn cánh tay. Ôi, ngươi lần sau hồi nhà cũ đem ngươi hồi nhỏ ảnh chụp lấy điểm cho ta xem, ta muốn nhìn một chút bánh bao nhỏ thời điểm ngươi là gì dạng. Lại nhịn không được ha cười ha ha. Bánh bao nhỏ. Tưởng bách xuyên chớp mắt, không nói gì nhìn chầm chầm nàng. Sau một lúc lâu nói. Không phải là cho ngươi xem quá sao. Tô Dương tà nghệ hắn. Ngươi trước kia cho ta xem chính là ngươi thượng tiểu học khi ảnh chụp, ta hiện đang muốn nhìn ngươi ba bốn tuổi thời điểm, không đúng muốn xem ngươi vừa sinh hạ đi đến ngươi trước khi vào tiểu học sở hữu ảnh chụp tưởng bách xuyên tô dương phe phẩy của hắn cánh tay nghe được không a à, ngươi đều đem ta hồi nhỏ ảnh chụp xem toàn bộ ta đều không xem qua ngươi một thước thước khi lớn lên trông thế nào không công bằng tưởng bách xuyên miếm mím miệng đáy mắt cảm xúc phức tạp hồi nhỏ hắn thường xuyên bị mẫu thân trang điểm một lời khó nói hết sau đó mẫu thân còn làm không biết mệt vỗ rất nhiều ảnh chụp cùng video clip này ảnh chụp là vạn vạn không thể cho tô dương xem của hắn hình tượng hội nháy mắt sụp xuống một lát sau hắn mới nói ta sơ trung thời điểm nhà của ta chuyển quá một lần hồi nhỏ tướng sách toàn làm đã đánh mất tô dương một bộ ta tin ngươi mới là lạ cười xấu xa biểu cảm tưởng bách xuyên cũng không lại lên tiếng như có đâm chiêu xem nàng Tô Dương công công mua bàn tay hắn, nghĩ cái gì đâu? Còn có thể nghĩ cái gì? Nghĩ hắn phải về nhà một chuyến, trước đêm này ảnh chụp cấp trộn xuất ra, sau đó gửi lại đến ngân hàng, trừ bỏ hắn, ai cũng lấy không được. Hắn hợp thời chuyển hướng đề tài. Suy nghĩ muốn đi đâu mua phong minh ký. Tô Dương sợ run, một mặt mờ mịt. Cái gì là phong minh khí? Tưởng Bách Xuyên giải thích chính là âm nhạc thiệp chúc mừng thượng phụ trách phát ra âm nhạc gì đó. Tô Dương oai đầu nghĩ nghĩ, hỏi hắn. Bản thân chế tác âm nhạc thiệp chúc mừng có phải là đặc phiền toái? Cảm giác so dự tính muốn phiền toái. Tưởng Bách Xuyên. Không rõ lắm, hẳn là không hội quá khó khăn, sáng mai ta liền đi mua phong minh khí, mua sau khi trở về, ngươi đem cắt làm tốt, ta đem phong minh khí mạch liên tiếp hảo, có thể công tác. Tô Dương cười. Còn có cái gì là ngươi sẽ không? Hơn. Tỷ Như. Sinh đứa nhỏ. Tô Dương ngồi dậy, hướng hắn bên kia hoạt động hạ, ông của hắn cổ, môi tiến đến hắn bên tai, nhiệt khí phun ở hắn sau tai. Cố ý liêu hắn. Cũng không nhất định a, à, nếu không ta thử xem. Nói không chừng ta liền có thể cho ngươi mang thai đâu. Tưởng bách xuyên. Ở nàng bên hông dùng sức vuốt ve lại nói bừa thử xem. Tô Dương sợ ngứa, một cái vẻ hướng trong lòng hắn chui, ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi. Tưởng Bách Xuyên buông tay, đem nàng ôm lấy đến. Tô Dương tập quán tính hai chân bàn trụ của hắn thắt lưng, cùng hắn nhìn nhau. Ngươi muốn làm thôi. Sẽ không lại thu thập nàng đi. Mỗi lần nàng nói bừa sau, hắn đều sẽ đem nàng đặt lên giường, không ngừng công nàng gan bàn chân. Này nam nhân cũng có như thế ác liệt thời điểm. Tưởng Bách Xuyên đi nhanh hướng tới phòng ngủ đi đến, lặng im một lát sau mới nói. Sinh đứa nhỏ. Tô Dương. Tưởng Bách Xuyên dùng chân đá văng ra phòng ngủ môn, cũng không bật đèn. Môn che đậy, phòng khách nhu hòa ánh đèn xuyên thấu qua khe cửa phô tiến vào. Phòng ngủ môn lung hôn ám. Nhất thời, ái muội tùng sinh. Tưởng Bách Xuyên đem Tô Dương đặt lên giường, đem nàng đẩy ngã ở trên giường, đem của nàng quần ngủ trực tiếp kéo xuống ngươi động tác ôn nhu chút nha tô dương bất mãn nói còn dùng chân đá hắn hai hạ tưởng bách xuyên xem nàng tùy theo nàng hồ nháo tô dương nháo đủ tưởng bách xuyên đưa tay đem nàng kéo đến tô dương quỳ gối bên giường ngửa đầu xem hắn cười liền như vậy khẩn cấp muốn cho ta sinh đứa nhỏ tưởng bách xuyên bắt đầu hiểu biết nàng miên chất áo sơ mi nút áo cũng không xem nàng tô dương một lát có ngươi khóc Tô Dương. Nàng mỗi lần chọc hoàng hắn sau, liền chạy nhanh yếu thế. Đem môi tiến đến bên miệng hắn, hơi hơi hé miệng, mấy cái răng khinh khinh cắn môi dưới của hắn, sau đó hạ di, thân đến của hắn hầu kết, ở hắn hầu kết thượng lại là mút vào lại là khẽ cắn. Tưởng Bách xuyên hô hấp không khỏi biến có chút dồn dập, hắn thân của nàng cổ, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. PS. Bởi vì bị khóa, chỉ có thể đổi thành như vậy, to Tô Dương cả người đều nhìn không được sợ rung. Tê dại cảm theo gan bàn chân truyền đến đầu ngón tay. Nàng cúi đầu, cắn bờ vai của hắn. Như vậy tài năng phóng thích một ít vô pháp truyền lời sợ rung cảm. Tưởng Bách Xuyên chịu đựng đau, đem nàng ôm được càng chặt. Hắn kỳ thực cũng không làm cái gì kịch liệt chuyện, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, như trước là phút ở nơi đó. Nhẹ nhàng qua lại hoạt động. Chậm rãi ma nàng chỗ mẫn cảm nhất. Tô Dương cảm thấy bản thân hiện tại giống như là phiêu đảng ở hắc ám bát ngát biển lớn bên trong, ba đào mãnh liệt. Tưởng Bách Xuyên là nàng duy nhất di động một. Nàng không có lại đi thân tâm tư của hắn, cả người đều hướng trong lòng hắn dựa vào, miệng không thể khống chế tràn ra ưng thanh. Tô Dương chịu không nổi, ngẩng đầu tưởng thân hắn, tìm kiếm điểm an ủi. Bốn mắt nhìn nhau, tưởng Bách Xuyên thâm thúy mà chuyên chú mâu quan quạt trụ của nàng tầm mắt. Liền như vậy xem nàng, cũng không nói chuyện cũng không chủ động đi thân nàng tô dương không tự chủ trong lòng thân thể đều đi theo phát run hai tay nắm chặt bờ vai của hắn loại này muốn sống muốn chết cảm quan thượng kích thích mỗi lần hoang ái hắn đều sẽ cho nàng mang đến như vậy thể nghiệm cực hạn xâm nhập mỗi một tế bào làm cho người ta muốn ngừng mà không được tô dương lại ngẩng đầu tưởng bách xuyên hôn liền rơi xuống Hôn môi tạm thời giảm bớt nàng trong thân thể hư không, còn là khó chịu đòi mạng. Nàng đưa tay dùng sức cầm lấy cánh tay hắn, tưởng ngăn cản tay hắn qua lại ma nàng, nhưng không hoạt động cánh tay hắn. Hắn càng thêm ngày một nghiêm trọng. Của nàng móng tay cũng lâm vào của hắn phía sau lưng, có chút muốn điên cảm giác. Thật sự nhịn không được. Tưởng Bách Xuyên, ta hiện tại đã nghĩ muốn. Hắn còn cố ý hỏi nghĩ muốn cái gì? Phải đổi thái. Tưởng Bách Xuyên thấp giọng bật cười. Lúc hắn thân thể tiến vào thân thể của nàng khi, Tô Dương mới cảm thấy bản thân lại sống được. Cả người đều là phong phú. Nàng ôm lấy của hắn cổ, hỏi hắn. Biết ta vừa rồi đang nghĩ cái gì sao? Tưởng Bách Xuyên thân thể không ngừng ở động, phụ họa hỏi câu. Ân, đang nghĩ cái gì? Tô Dương nói. Suy nghĩ lần đầu tiên bọn họ không kinh nghiệm, biến thành hỏng bét, nhưng là cũng rất vẹn toàn chừng. Đại khái là vì lẫn nhau triệt để thuộc loại lẫn nhau. Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn ở nàng, dùng sức liếm của nàng lưỡi. Tô Dương sắp điên rồi, thân thể các nơi thừa nhận hắn gần như điên cuồng giữ lấy. Một trận kịch liệt triền miên sau, Tô Dương ý thức thoáng hấp lại. Hơi thở bất ổn, trên người đã phân không rõ là ai mồ hôi. Đột nhiên Tô Dương lại nghĩ tới cái gì, đẩy đẩy bờ vai của hắn. Ôi, ngươi không mang tê. Tưởng bách xuyên. Về sau cũng không đeo. Hắn thân ái ánh mắt nàng. Cho ta sinh cái nữ nhi đi. Theo tuổi mỗi một năm tăng trưởng, hắn đối đứa nhỏ khát vọng, một chút mãnh liệt, đặc biệt đối nữ nhi khát vọng. Trước kia hắn bận tâm nàng sự nghiệp, nàng không nghĩ như vậy sớm muốn đứa nhỏ, hắn cũng liền ngầm đồng ý. Khả hôm nay đến thương trường cấp lâm lâm mua Noel lễ vật, nhìn đến nhiều như vậy xinh đẹp búp bê Barbie, hắn đã nghĩ nếu bản thân cũng có cái nữ nhi, hắn đại khái sẽ đem trong tiệm sở hữu hoa nhi đều mua về nhà. Cũng có lẽ, hắn còn sẽ tự tay cho nàng may búp bê vải. Cũng khả năng, hắn không phải là cái đủ tiêu chuẩn ba ba, nhưng nhất định sẽ là cái đặc biệt sủng đứa nhỏ ba ba. Tự như hắn quán tô dương giống nhau. Kích tình qua đi, tô dương mệt ngồi phịch ở trên giường tưởng bách xuyên đưa tay đem nàng gắt cao ủng ở trong ngực. Cho đến khi của nàng hơi thở vững vàng sau, hắn mới buông ra nàng, lại hôn hôn nàng. Muốn hay không theo ta cùng đi tắm rửa. Tô Dương lắc đầu, chỉ chỉ bản thân cổ họng. Tưởng bách xuyên tâm thần lĩnh hội, đến phòng bếp cho nàng ngã nước ấm đến. Tô Dương ngồi dậy, đem nhất cốc nước lớn toàn bộ uống xong, cổ họng mới thoải mái một chút. Nàng nói, ta ở phòng ngủ phòng tắm tẩy, ngươi đi bên ngoài phòng tắm tẩy. Nàng không muốn cùng hắn cùng nhau tắm, vạn nhất hắn như thế này lại nhất thời đến đây hưng trí, nàng này cái mạng già sẽ bị ép buộc không? Tưởng Bách Xuyên cười, lấy áo phục đi bên ngoài phòng tắm. Tắm rửa xong sau, hắn lại đi phòng khách đem hai cái di động lấy đến phòng ngủ. Tô Dương ở phòng tắm tắm bồn. Đồng đồng. Hắn ở cửa phòng tắm khẩu kêu nàng. Như thế nào? Không có gì, sợ ngươi tắm bồn khi đang ngủ không có việc gì ta lập tức liền tẩy tốt lắm tưởng bách xuyên nga thanh xoay người đi trên giường dựa ở đầu giường tưởng bách xuyên mở ra di động sợ lỡ mất trên công tác trọng yếu điện thoại trừ bỏ gian phàm cho hắn phát đến công tác hội báo lại tự động xem nhẹ tưởng gia những người đó cấp điện thoại của hắn cái khác cũng không có gì trọng yếu điện thoại hắn lại tắt máy Tô Dương theo phòng tắm chậm rì rì đi ra, lao tóc, nhìn đến trên tủ đầu giường di động, người giúp ta mở ra di động, nhìn xem có hay không trọng yếu điện thoại. Hảo! Tưởng Bách Xuyên cầm lấy nàng di động mới lại nghĩ tới. Khi nào thì đổi tân khoản di động? Lần trước ở nước Đức thành nhỏ cho nàng lục chuyện xưa khi, hắn liền phát giác nàng thay đổi tự tay cơ, nhưng khi đó hắn chưa kịp hỏi nhiều. Tô Dương ngồi ở bên giường, đem khăn lông khoác lên đầu vai hồi hắn. Hơn hai tháng tiền đi, cụ thể thời gian không nhớ rõ, cái kia di động bình bị ta không cẩn thận tọa hỏng rồi, Đinh Thiến liền cho ta mua cái tân. Này di động không có của ta vân tay. Tưởng Bách Xuyên nhắc nhở nàng. Tô Dương sốc lên chăng, nằm sấp ở trong lòng hắn, ta giúp ngươi lục nhập một chút, di động công năng ta còn không sờ thấu, bình thường cũng không thời gian nghiên cứu, ngươi giúp ta tải xuống cái sửa đồ phần mềm tưởng bách xuyên đem vân tay lục nhập sau đem nàng trong di động rác tin nhắn đều cắt bỏ lại cấp tải xuống sát độc phần mềm hỏi đồng vẫn là tải xuống phía trước ngươi dùng là kia khoảng sửa đồ phần mềm sao không ai lên tiếng trả lời tưởng bách xuyên cúi đầu tô dương đã ghé vào hắn ngực ngủ hắn đem chăn hướng thượng kéo một ít cho nàng cái hảo tiếp tục cho nàng làm di động phần mềm nửa giờ sau trong di động dùng phần mềm hắn đã toàn bộ tải xuống, không cần, hắn toàn bộ tháo dỡ điệu, lại đem di động của nàng Bình Bảo đổi thành hai người bọn họ chụp ảnh chung. Thiết trí hoàng, tưởng bách xuyên nếu có chút suy nghĩ xem di động màn hình, sau đó đăng nhập Tô Dương ủy bộ, sưu ra chính hắn ủy bộ, điểm đánh chú ý. Phía trước Tô Dương luôn luôn đều không có chú ý hắn. Chú ý sau, tưởng bách xuyên luôn cảm giác còn thiếu chút gì, lại đem bản thân thiết trí thành đặc biệt chú ý. Tô Dương đặc biệt chú ý Lan Lý chỉ có hắn một người. Nhìn chầm chầm đặc biệt chú ý Lan nhìn hảo sau một lúc lâu, tưởng Bách Xuyên mới rời khỏi Tô Dương Uầy Bộ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 37 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hôm sau sáng sớm Tưởng gia Tưởng lão gia tử gác điện thoại sau, chạy nhanh bưng lên trong tay chén trà ngay cả uống lên vài khẩu trà thế này mới suyễn quá khí tưởng phụ buông trong tay tạp chí nhìn về phía tưởng lão gia tử ba ngài như thế nào tưởng lão gia tử phù phù ngực ngươi chạy nhanh đem bách xuyên kêu trở về hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại ta muốn ở một giờ nội liền nhìn đến hắn tưởng phụ ba ngài đã quên bách xuyên cùng tiểu ngũ ở địch bái chính là tọa phi thuyền vũ trụ, cũng phải có phóng ra thời gian, sao có thể tưởng một giờ đến liền một giờ đến. Tưởng lão gia hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền khi dễ ta không lên võng là đi. Lão Kiều vừa rồi gọi điện thoại hỏi ta, nói Bách Xuyên thế nào cùng Tô Dương ở công viên. Lão gia tử chưa nói ra cái kia tình chàng ý thiếp. Hắn thuận thuận khí, tiếp theo nói. Dù sao hiện tại trên mạng náo động đến rất lớn, ta liền nạp buồn, Bách Xuyên đây là làm cái gì yêu thiêu thân? Nhất định cho trong lòng ta ngột ngạt. Hắn liền không thể chờ ta trở về Thụy Sĩ lại làm sao? Vừa rồi Kiều Lão Gia Tử ở trong điện thoại nói, Kiều Cẩn ở nhà luẩn quẩn trong lòng, bắt đầu tuyệt thực, khóc cả một đêm, làm cho trong nhà là một chút biện pháp đều không có. Lời ngầm chính là, Kiều Cẩn này vội, tưởng gia giúp cũng phải giúp, không giúp thì phải là muốn tai nạn chết người. Tưởng phụ nghe xong cũng bắt đầu phát sầu, hắn biết kiều cẩn hẳn là không hội làm chuyện điên rồ khả vạn nhất thật muốn luẩn quẩn trong lòng tưởng lão gia tử đời này chẳng phải là muốn ở bên trong cứu trung vượt qua hết đường xoay sở khi trong nhà tọa ki vang tưởng phụ tiếp đứng lên chỉ nghe hắn nói hảo hảo đi khách khí đều là việc nhỏ không cần khách khí đi ta nhất định chuyển đạt cấp lão gia tử cảm ơn cảm ơn thay ta ân cần thăm hỏi doãn lão gia tử lại hàng huyên vài câu, thế này mới gác điện thoại. Tưởng mẫu vừa vặn bưng tới một ít điểm tâm cấp tưởng lão gia tử ăn, hỏi tưởng phụ. Ai điện thoại? Tưởng phụ. Doãn nặc ba ba. Tưởng mẫu sợ run, chuyện gì? Chẳng lẽ kiều gia tìm doãn gia, cùng nhau vội tới tưởng lão gia tử tạo áp lực? Doãn gia lão gia tử lúc trước ở trên chiến trường thay tưởng lão gia tử cản viên đạn. Là ân cứu mạng cái này sự tình khó giải quyết. Tưởng lão gia tử cũng nhìn về phía tưởng phụ. Nói đi, lại hư tin tức ta cũng có thể chịu được. Tưởng phụ ho nhẹ hai tiếng. Chính là doãn nặc, lập tức muốn chụp kết hôn chiếu, nhìn trúng tô dương quay chụp phong cách, nói bản thân trước liên hệ tô dương, khả tô dương một ngụm từ chối, doãn nặc trở về gia vừa khóc lại nháo, phải muốn nhường ba nàng tới tìm ta. Dừng một chút, tưởng phụ còn nói doãn nặc còn nói nếu tô dương không cho nàng chụp nàng liền tuyệt thực tưởng lão gia tử mặt mặt hắn nói tuyệt thực chiêu này liền tốt như vậy dùng ta xem nha đều đừng tuyệt thực vẫn là ta tuyệt thực đi nên cái gì sự đều giải quyết tưởng phụ tưởng mẫu tưởng lão gia tử than thở kiều gia bên này là muốn vội vã tìm tô dương tính sổ doãn gia bên này là gấp gáp cầu tô dương chụp ảnh cưới này nước sôi lửa bỏng này thật sự là không có cách nào khác quá. Hắn lắc đầu, đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Tưởng phụ hô thanh. Ba, ngài không ăn trước điểm điểm tâm điếm điếm bụng. Tưởng lão gia tử đầu cũng không hồi khoát tay. Ta tuyệt thực đi. Tưởng mẫu chịu đựng cười, đãi lão gia tử vào thư phòng đóng cửa lại. Nàng thổi phù một tiếng bật cười. Tưởng phụ trừng nàng liếc mắt một cái, đều là người kia vô liêm sĩ con trai làm chuyện tốt. Ngươi nói doãn nặc kia đứa nhỏ, giả tiểu tử một cái, nàng nơi nào có cái kia nhẵn nhụi tâm tư đi thưởng thức tô dương quay chụp phong cách. Xác định vững chắc là bách xuyên kích động tiểu ngủ, giật dây doãn nặc về nhà hồ nháo. Tưởng mẫu đắc sắc cười. Con ta chính là thông minh, biết doãn lão gia tử ở lão gia tử trong lòng phân lượng so kiều gia vị kia trọng. Tưởng phụ thật ghét bỏ thê liếc mắt một cái tưởng mẫu, Lập tức bác tưởng Bách xuyên điện thoại. Tưởng Bách xuyên sáng sớm hơn 6 giờ liền rời giường, đuổi đi chợ mua phong minh khí, kết quả đến quá sớm, thị trường đều còn chưa có mở cửa. Hắn tọa ở trong xe đang xem tin tức, tưởng phụ điện thoại liền đánh tiếng vào. Hắn cũng đoán được là chuyện gì, nhưng biết rõ còn cố hỏi. "Ba, chuyện gì?" "Tưởng phụ, còn theo ta giả chết, còn không phải ngươi cùng Tiểu Ngủ làm chuyện tốt?" hoặc là ngươi nhường tô dương tiếp được này đang tử, hoặc là ngươi khiến cho doãn nặc đừng nữa cùng trong nhà cố tình gây sự. Tưởng Bách Xuyên ba Việc này ngài cũng đừng lại sảm cùng, kiều gia sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định hội tiếp tục quấn quyết lấy gia gia làm cho ta thỏa hiệp, ngài biết đến, ta không có khả năng thỏa hiệp. Gia gia lớn tuổi ta không muốn cùng hắn chính diện xung đột, chỉ có thể dùng như vậy cái không tính quan minh biện pháp. Ngài cùng mẹ cũng đừng nhiều quản, chờ gia gia hồi thụy sĩ sau việc này tự nhiên liền tiêu dừng lại tưởng phụ thở hổn hển lấy hắn cũng không có biện pháp vẫn là uy hiếp hắn một câu ngươi sẽ không sợ ta nói cho ngươi gia gia nói doãn nặc là ngươi với ngươi ngủ thúc cổ động tưởng bách xuyên ta tin ngươi sẽ không như vậy nhàm chán tưởng phụ các điện thoại tiền lại không quên kể lễ hắn vài câu ngươi nói ngươi ngươi cùng tô dương cũng thật là trước công chúng hạ liền như vậy, đồi phong bại tục ngươi biết không? Tưởng Bách Xuyên. Hắn trực tiếp treo điện thoại. Tưởng phụ xem bị khấu đoạn trò chuyện, khí tưởng đem di động quán trên mặt đất, lại nghĩ đến ngón này cơ giá trị hai ba ngàn, cuối cùng nhìn lại nhìn. Tưởng mẫu ở một bên hừ tiểu khúc, nhàn tản sung túc hỏi hắn. Con trai làm sao nói? Đồng ý. Tưởng phụ không lên tiếng, ấn ấn huyệt thái dương không khỏi thở dài. Nhưng cả đời này, kiếm cái gì, đều đừng kiếm nhân tình nợ. Thiếu, tiện trả không xong. Tưởng Bách Xuyên luôn luôn đợi đến hơn 9 giờ, mới chờ đi trợ lý một gian chuyên môn bán phong minh khí điếm mở cửa. Hắn nhiều mua vài cái, lại hướng lão bản cố vấn hạ thế nào làm, thế này mới rời đi. Trên đường trở về, chờ đèn đỏ khi, tưởng bách xuyên phát ra điều tin tức cấp tô dương rời giường không, buổi sáng hắn đứng lên khi, nàng còn tại ngủ say, hắn sẽ không đánh thức nàng. Tô Dương rất mau trở lại đi lại. Tỉnh, đã ăn qua ngươi làm điểm tâm. Tưởng Bách Xuyên. Ân, xem một lát TV đi, ta rất nhanh sẽ về nhà. Tô Dương cũng không tâm tư đi xem TV, lại không tự chủ mở ra máy tính, muốn nhìn một chút hiện tại của nàng Uy Bố Hạ là bộ dáng gì. Này vừa bước lục không quan trọng, tưởng bách xuyên vậy mà đãi ở của nàng đặc biệt chú ý lý. Tưởng đều không cần nghĩ, là tưởng bách xuyên tối hôm qua ngoạn nàng di động khi, bản thân tăng thêm. Tô Dương nhìn chầm chầm màn hình nhìn một lát, lui ra bản thân uầy bộ, ám trạc trạc đăng nhập tưởng bách xuyên uầy bộ, đem chính nàng thiết trí thành của hắn đặc biệt chú ý. Tưởng bách xuyên về nhà khi, Tô Dương chính dường như không có việc gì ghé vào trên sofa xem phim. Điện ảnh thả cái gì, nàng không biết, nhìn chầm chầm vào điện ảnh hình ảnh cười nhạo. Tưởng Bách Xuyên đưa tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Ngốc cười cái gì? Còn có thể cười cái gì? Đương nhiên là thành của hắn đặc biệt chú ý. Tô Dương nhếch miệng, nhưng chưa nói. Nàng ngồi dậy, mua xong. Ân, ta hiện tại liền bắt đầu nối mạch điện lộ, ngươi làm bìa mặt đi. Hảo A. Tưởng Bách Xuyên ngồi xếp bằng ngồi ở bàn trà tiền, xuất ra phía trước ghi lại lão bản nói với hắn trình tự bắt đầu điều chỉnh thử. Cô Dương thì tại bàn trà bên kia bắt đầu vẽ bản đồ. Tưởng Bách Xuyên giả bộ làm tĩnh tâm cùng nàng nói chuyện phím. Làm tam trương cắt. Cô Dương cũng không nghĩ nhiều. Làm hai trương là đủ rồi nha, làm tam trương làm chi? Tưởng Bách Xuyên ho nhẹ hai tiếng, không nói nữa. Cô Dương không được đến trả lời, đột nhiên ngẩng đầu khóe miệng cầm một chút cười xấu xa. Ngươi cũng tưởng muốn. Tưởng bách xuyên. Khẩu thị tâm phi nói câu. Không phải là, của ta ý tứ là muốn hay không cấp chu Minh Kim một trương. Tô Dương. Không cần cấp, ta cùng chu Minh khiêm trong lúc đó là quân tử chi giao, đạm như nước, không cần như vậy chú ý. Tưởng bách xuyên không lại lên tiếng, cúi đầu yên lặng nghiên cứu mạch. Bởi vì không yên lòng, vài thứ đường dẫn đều đường ngắn buổi tối 6 giờ, tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương mới đem hai trương âm nhạc thiệp chúc mừng chế tác hảo. Mở ra, quen thuộc âm nhạc giai điệu liền vang lên, Tô Dương hé miệng cười khẽ. Cảm giác lại trở lại 89 tuổi niên kỷ. Xem mãn ngăn kéo âm nhạc thiệp chúc mừng, cao hứng đều nói không ra lời. Tưởng Bách Xuyên lắc lắc của nàng đầu, thu đứng lên đi, buổi tối lại đưa đi qua. Tô Dương gật đầu, hỏi hắn. Mấy điểm đi đưa? cũng không biết bọn họ khi nào thì ở nhà. Tưởng Bách Xuyên Ta một lát đi đàn lý nhìn xem, xem bọn hắn buổi tối có cái gì an bày. Tô Dương hỏi Là kia cái gì kinh thành hoa hoa công tử đàn sao? Ta cũng tưởng thêm đi vào. Tưởng Bách Xuyên Bên trong ngôn ngữ ô nhiễm không khí, không thích hợp ngươi. Tô Dương Tưởng Bách Xuyên ở đàn lý hỏi qua sau mới biết được, lục duật thành bọn họ buổi tối có bữa ăn, phỏng chừng muốn tới rạng sáng mới có thể đến gia. Ăn cơm xong sau, tưởng bách xuyên an bày của hắn một cái bảo tiêu đi làm chuyển phát tiểu ca, thay Tô Dương đưa âm nhạc thiệp chúc mừng. Buổi tối không có gì đặc biệt an bày. Bận việc hoàng sau hai người bọn họ phải dựa vào ở trong sofa xem phim phóng sự. Sau một hồi, tưởng bách xuyên nhẹ nhàng xoa Tô Dương thủ hỏi. Ngươi không có gì chuyện khác phải làm sao? Tỷ như, cũng cho hắn chế tác cái Noel lễ vật hắn có thể giúp cùng nhau chế tác cũng không nhất định phải là âm nhạc thiệp chúc mừng khác cũng xong tô dương ngẩng đầu nhìn hắn ân ngươi nói cái gì tưởng bách xuyên nhàn nhạc nói không có gì tô dương ở trong lòng cười trộm nhưng vẫn là trang không có việc gì nhân dường như xem tv lúc này hội sở vốn náo nhiệt vang trời phòng bởi vì chuyển phát tiểu ca đã đến nháy mắt an tĩnh lại lục duật thành cùng cố hằng đối này chuyển phát viên có chút quen mặt nhưng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua chuyển phát tiểu ca đem thiệp chúc mừng cho bọn họ sau cũng không nói thêm cái gì liền rời khỏi phòng phòng trong lúc nhất thời tạc nồi đều ở thảo luận này chuyển phát viên làm sao có thể đi vào bọn họ phòng đến còn lại tò mò là ai cho cố hằng cùng lục duật thành đưa tới như vậy thổ noel lễ vật lục duật thành cầm âm nhạc thiệp chúc mừng còn chưa có mở ra khi chỉ biết là tô dương đưa các bìa mặt là chính nàng chụp ảnh chụp của nàng tác phẩm phong cách, hắn xem một cái có thể nhận ra đến, độc nhất vô nhị. Mở ra khi, có nồng liệt hoài cựu sắc thái âm nhạc giai điệu vang lên. Các bên trong là trên diện rộng lập thể thủ vẽ bản đồ. Từng cái chi tiết đều trông rất sống động. Họa là bọn hắn tiểu học phòng học, ngay cả lớp tên đều ở họa lý bản đen thượng viết xuống dưới. Bục giảng thượng đội kính đen ngữ văn lão sư đang ở giảng bài. Hàng thứ hai có cái đồng học đứng lên, hẳn là ở trả lời lão sư nêu câu hỏi vấn đề. Phòng học cuối cùng một loạt, hắn đang cúi đầu đang nhìn truyện tranh, truyện tranh đặt ở trong ngăn kéo, trên mặt bàn quán phóng là một quyển ngữ văn thư. Xem này quen thuộc lại xa xôi hình ảnh, lục dược thành đáy mắt có chút nóng. Hắn đột nhiên không bao giờ nữa tưởng cùng nàng đi so đo. Cái gì đều không muốn lại đi so đo. Cố hằng âm nhạc thiệp chúc mừng Lý vẽ bản đồ cấp lục dược thành không sai biệt lắm. Đồng nhất cái cảnh tượng. Bất đồng là, ngữ văn trên lớp, cố hằng dùng từ văn sách giáo khoa đè nặng toán học sách bài tập, đang ở cấp tô dương viết toán học bài tập. Cố hằng xem này trương âm nhạc thiệp chúc mừng, thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tô Dương cùng tưởng Bách Xuyên nhìn hơn 2 giờ phim phóng sự. Sau này tưởng Bách Xuyên xem có chút hứng thú rã rời, vỗ vỗ đầu nàng đi ngủ. Tô Dương ngáp một cái. Tốt. Vừa ngồi dậy, trong nhà chuông cửa liền vang lên. Nàng quay đầu nói với tưởng Bách Xuyên. Ngươi đi xuống đi, hẳn là hai người bọn họ cho ta đưa lễ Noel lễ vật đến đây. Bọn họ hàng năm đều sẽ tại đây cái điểm làm cho người ta đưa đi lại. Tưởng Bách Xuyên đứng dậy, mặc vào áo khoác xuống lầu. Vài phút sau, tưởng Bách Xuyên mượn này nọ trở về. Tô Dương ngồi trên sofa, trong lòng ôm gối ôm, nhìn hắn mang theo một cái tay cầm túi, hỏi. Năm nay là gì thứ tốt? Tưởng Bách Xuyên. Đều là bình an quả, lục dược thành tặng hai cái, cố hằng cũng là tặng hai cái. Tô Dương nhợt nhạt cười, có người một cái đâu. Trước kia bọn họ keo kiệt đi, bình an quả chỉ đưa một cái. Năm nay đưa hai cái, đại khái là vì nàng đưa cái kia âm nhạc thiệp chúc mừng, Bọn họ đoán được là Tưởng Bách Xuyên hỗ trợ chế tác Phong Minh khí. Tưởng Bách Xuyên Tân một tiếng hỏi nàng, "Hiện tại có muốn ăn hay không?" Lúc này Tô Dương Di động chấn động vài cái, có tin tức tiến vào, xem xong tin tức sau nàng thu hồi di động, nói với Tưởng Bách Xuyên, "Ngươi đem quả táo tẩy một chút đi, một lát đi thư phòng tìm ta." Tưởng Bách Xuyên, "Không là muốn đi tắm rửa ngủ sao? Thế nào lại muốn đi thư phòng?" Tô Dương treo gẹo. Cho ngươi lễ Noel lễ vật nha, ngươi không phải là đều trong một buổi tối. Tưởng Bách Xuyên. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 38 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tưởng Bách Xuyên đến phòng bếp tẩy hảo quả táo, đem quả táo tước da đi hạch, cắt thành tiểu đinh khối, đặt ở trong mâm, lại cầm mấy căn cây tam phóng bên cạnh. Mới vừa đi đến phòng khách, di động liền vang lên. Làm nhìn đến điện báo biểu hiện là kiều cẩn mẫu thân khi, hắn ninh mi nhìn vài giây, cuối cùng khấu đoạn. Hắn cấp tưởng mộ tranh phát ra điều tin tức. Kiều cẩn mẹ vừa rồi gọi điện thoại cho ta, ta không tiếp, phỏng chừng nàng rất nhanh sẽ tìm ngươi, hắn cùng tưởng mộ tranh đi gần nhất, kiều gia khẳng định sẽ tưởng theo tưởng mộ tranh bên này bắt tay vào làm tưởng mộ tranh điện thoại trực tiếp đánh tiếng vào, hắn như trước là không đứng đắn ngữ khí. Chật chật, hai ta thật đúng là lòng có linh tê, ta vừa muốn cho ngươi gửi thư tính tức, dặn dò ngươi kiều cẩn mẹ khả năng sẽ tìm ngươi, ngươi tin nhắn liền vào được. Tưởng bách xuyên không thời gian rỗi cùng hắn nói mò. Không bên cạnh chuyện, ta treo, vội. Tưởng mộ tranh cười. Vội vàng cùng đồng đồng khóc nháo muốn lễ Noel lễ vật. Tưởng bách xuyên tưởng mộ tranh trong lời nói mang cười. Ta nhưng là thấy được lục dược thành cùng cố hằng thiệp chúc mừng, không cần đoán cũng là đồng đồng đưa, làm cho ta sai sai nàng có hay không tặng cho ngươi. Sau đó tự hỏi tự đáp. Khẳng định không đưa, sau đó trong lòng ngươi khó chịu. Tưởng bách xuyên hiếp hiếp mắt. Tưởng mộ tranh, ngươi có bệnh đi. Tưởng mộ tranh cười ha ha. Trạc đến chỗ đau, thẹn quá thành giận, hỗn hển tưởng bách xuyên trực tiếp treo điện thoại của hắn tưởng mộ tranh tin tức lại lập tức tiến vào còn chưa có nói cho ngươi kiều cẩn mẹ nói với ta cái gì đâu thực không nghe tưởng bách xuyên nói tưởng mộ tranh vậy ngươi gọi điện thoại cho ta tưởng bách xuyên không để ý tới hắn không hồi âm tức cũng không gọi điện thoại qua thu hồi di động nâng bước hướng thư phòng đi đến vừa đi vài bước Tưởng mộ tranh điện thoại liền đánh tiếng vào. Tưởng bách xuyên xoay người đi ban công. Tiếp gọi điện thoại. Nói đi. Tưởng mộ tranh mắng hắn hai câu, tác quá khí sau mới lấy kiều mẫu ngữ khí nói. Nàng ngủ thúc nha, lúc này ngươi nên giúp giúp ngươi chất nữ nha, ngươi nhưng là xem tiểu cẩn lớn lên. Tưởng bách xuyên. Tưởng mộ tranh, ngươi nói tiếng người được không? Tưởng mộ tranh cũng cười ha ha, này không phải là cho ngươi có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác sao? Tưởng Bách Xuyên hỏi. Sau đó đâu? Tưởng Mộ Tranh. Lão Kiều nàng dâu nói, Kiều cẩn cắt trong nhà tuyệt thực nháo tự sát đâu, còn nói nếu ngươi uầy bộ không lại một lần nữa chú ý nàng, muốn tiếp tục cùng tô dương tú ân ái, nàng nên cái gì cũng không ăn, thủy cũng không uống lên, xong hết mọi chuyện. Tưởng Bách Xuyên lãnh suy một tiếng. Ân, rất tốt người như vậy ăn cơm cũng là lãng phí lương thực. Tưởng mộ tranh. Cúi xuống, hắn nói. Ngươi định làm như thế nào? Tưởng bách xuyên. Không làm gì làm. Tưởng mộ tranh. Nếu. Ta nói nếu, Kiều Cẩn làm cái giả tự sát, hướng bệnh viện một chuyến, ngươi nói nhà của ta lão nhân còn không ấy nấy tử. Tưởng bách xuyên mâu quan tiệm trầm, nếu thực xé rách da mặt, ta đây không để ý đem nàng sở có chuyện đều cho sáng tỏ đi ra ngoài, liền giao cho đại chúng đi bình phán. Dừng một chút, hắn còn nói, đem ta vừa rồi nguyên thoại chuyển cấp kiều gia nhân, đã nói là ta nói. Kết thúc trò chuyện sau, hắn bưng lên quả táo đi thư phòng. Trong thư phòng, tô dương đang xem bưu kiện, vừa rồi thu được đinh thiến tin tức, nói cùng LACA hợp đồng đến kỳ, muốn tục ký, đinh thiến đã đem tân bản hợp đồng phát ra đi lại nàng đang xem chi tiết hợp đồng tục ký quảng cáo phiến tân chụp nàng lại phải đi laca thành nhỏ nghe được tưởng bách xuyên tiếng bước chân tô dương ngẩng đầu thế nào như vậy chậm tưởng bách xuyên đem hoa quả bàn đặt ở trước mặt nàng xoa nhất tiểu khối quả táo phóng tới trong miệng nàng giải thích nói trở về cái bưu kiện tô dương đem hợp đồng cửa sổ thu nhỏ lại mở ra một cái video clip giang hai tay cánh tay nói với tưởng bách xuyên đem ta ôm lấy đến, ta tọa ngươi trên đùi. Tưởng Bách Xuyên nghe theo, hỏi nàng. Cấp cho ta cái gì lễ vật? Luyến ái qua nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ rất ít ở quá tiếp hôm đó đưa nàng lễ vật, thông thường đều là gặp được tốt liền mua cho nàng, chẳng phân biệt được ngày nào đó. Cho nên những năm gần đây, chỉ cần ở cùng nhau quá tiếp ngày, đều là nàng tặng lễ vật cho hắn. Tô Dương điểm đánh chuột. Cũng không phải cái gì quý trọng lễ vật, với ngươi cùng nhau nhớ lại một chút của chúng ta luyến ái sử. Nàng quay đầu nhìn hắn. Muốn nhìn sao? Tưởng bách xuyên khóe miệng co rúng hạ, nhưng vẫn là nói. Muốn nhìn. Đoạn này video clip bọn họ đã nhìn không dưới 100 lần. Tô Dương quay đầu lại, bắt đầu điểm video clip. Khóe miệng nhịn không được dơ lên, còn là dường như không có việc gì nói xong. Như vậy có ý nghĩa video clip phải mỗi ngày lấy ra xem một lần là đi. Ân. Ừ. Tô Dương lại quay đầu, ánh mắt bán mị, bất mãn xem hắn, thế nào nghe ngươi ngữ khí, còn giống như không quá vui bộ dáng. Như vậy có lệ. Tưởng Bách Xuyên. Ý thức được nàng là cố ý, Tưởng Bách Xuyên nâng lên của nàng cầm cắn một ngụm. Tô Dương đau tê một tiếng, lễ vật có phải là không muốn. Tưởng Bách Xuyên xoa xoa của nàng cầm. Cắn đau hoàn hảo tô dương chuỷ hắn hai hạ tưởng bách xuyên ôm của nàng thắt lưng đem nàng mang ở trong ngực lần này là cái gì lễ vật thủ công chế tác sao tô dương còn tại nhớ mãi không quên âm nhạc thiệp chúc mừng đâu nàng nói so âm nhạc thiệp chúc mừng chế tác đứng lên nhưng là muốn phiền toái gấp trăm lần tưởng bách xuyên hiện tại đưa cho ta hắn nới ra nàng Tô Dương xoay người đi tủ sách bên kia, theo tối bên trong xuất ra một quyển tạp chí. Này bản tạp chí là không xuất bản nữa, chỉ có này một quyển. Sở hữu sách chữ cùng tranh minh họa đều là nàng một người hoàn thành. Bởi vì cũng chỉ in ấn này một quyển, lúc đó tìm nàng không ít bạc, còn lại lấy người quen. Tô Dương đem này bản tạp chí đưa cho tưởng Bách Xuyên. Ngươi gây dựng sự nghiệp đến bây giờ, mỗi lần nhận sưu tầm hoặc là tin tức phỏng vấn, ta toàn bộ một lần nữa sắp chữ, ta có thể tìm được độ dài, đều ở bên trong này. Tưởng Bách Xuyên nhìn đến tạp chí tên sau, Hầu Giang Kinh Quốc. Hải nạp Bách Xuyên, bìa mặt nhân vật cũng là hắn. Này trương ảnh chụp là hắn bị bầu thành toàn cầu tài chính có nhất lực ảnh hưởng nhân vật, tài phú, tạp chí đối hắn sưu tầm khi quay chụp. Tô Dương ôm của hắn cổ. Này Hảo, vẫn là âm nhạc thiệp chúc mừng Hảo. Tưởng Bách Xuyên hắn đem tạp chí trước đặt ở một bên dùng sức bế ôm nàng tô dương lại thần bí hề hề nói còn có một lễ vật cấp cho ngươi vốn kết hôn ngày kỷ niệm khi muốn đưa cho ngươi nhưng ngươi không ở nhà liền đêm nay đưa ngươi đi nàng đứng dậy chờ ta đi phòng ngủ cho ngươi lấy lễ vật đi tô dương đi lấy lễ vật tưởng bách xuyên đem luôn luôn tại truyền phát cái kia video clip quan thượng dục muốn quan thượng video clip chỗ này tập hồ sơ Kết quả có cái tên là Hải nạp đầu đi tiểu bảo bảo trưởng thành nhớ, video clip hấp dẫn của hắn chú ý. Này Notebook là tô dương công tác chuyên dụng, hắn cơ hồ không xem qua nàng trong máy tính nội dung. Bởi vì có hải nạp đầu đi này vài, xuất phát từ tò mò, hắn tùy tay mở ra. Video clip bối cảnh âm nhạc là hắn làm từ soạn, đồng giao. Video clip khúc dạo đầu chính là vài hàng chữ to. Hải nạp bách xuyên, trăm sông đổ về một biển ngươi là Bách Xuyên, ta là biển lớn. Tưởng Bách Xuyên xem này hai hàng tự, không khỏi bật cười. Nàng thật đúng là tự kỷ không được. Lại xuất hiện phụ đề. Hải nạp không tuổi, năm 2005 ngày 22 tháng 12, ta cùng tưởng Bách Xuyên luyến ái, đã từng vô số lần, ta nghĩ đem tên của bản thân đổi thành tô hải nạp. Sau này, của chúng ta đệ một cái hài tử, hải nạp đầu đi ra sinh. Cùng ta là một ngày sinh nhật ngày 28 tháng 12. Hải nạp 1 tuổi, năm 2006 ngày 29 tháng 10, hải nạp chuyển đến ở Wall Street, Hào Trạch, nó đã có 123 danh viên công. Năm 2006 ngày 26 tháng 12, Bách Xuyên bị New York tạp chí kinh tế tài chính bầu thành tối có tiềm lực ngân hàng gia. Ta dùng hắn đưa của ta LAC máy ảnh ghi lại này khó quên một khắc. Hải nạp 2 tuổi, năm 2007 tháng 5, hải nạp đầu hành tại Bắc Kinh chi nhánh ngân hàng thành lập. Cái kia nguyệt là thi cao đẳng ôn tập tiến lên giai đoạn, nhưng ta còn là kiều khóa vụn trộn lưu đi, chứng kiến này hưng phấn khó quên ngày. Hải nạp 3 tuổi, năm 2008 toàn cầu tài chính nguy cơ, tưởng bách xuyên bận nhất mệt nhất áp lực lớn nhất một năm, khả hắn vẫn là theo New York bay trở về tham gia của ta chụp ảnh lấy được thưởng trao giải điển lễ. Hắn nói, của ta đồng đồng trưởng thành. Hải Nạp 4 tuổi, năm 2009 Hải Nạp lấy đến hương cảng khoáng thương giấy phép. Ngày đó Bách Xuyên phát ra điều tin tức cho ta. Đồng bảo, Imis you now, sau này, hắn không thừa nhận bản thân buồn nôn, phi nói đây là hắn uống hơn mới phát. Hải Nạp 5 tuổi, năm 2010 tháng 9, Hải Nạp đầu hành tại hương cảng chi nhánh ngân hàng thành lập. Bách Xuyên mang ta ở hương cảng chơi một chu. Năm năm đi qua, chúng ta như trước như lúc ban đầu. Cảm ơn. Hải nạp 6 tuổi, năm 2011 tháng 6 hải nạp lấy đến nước Mỹ khoáng thương giấy phép. Năm ấy, ta tốt nghiệp. Hắn thành thục nội liễm, ta nhưng những năm qua. Hắn nói, ta vẫn như cũ có thể làm cái đứa trẻ. Hải nạp 7 tuổi, năm 2012 hải nạp đầu đi trở thành toàn nghiệp vụ đầu đi. Một năm này, của chúng ta cái thứ hai đứa nhỏ, hải nạp chụp ảnh phòng làm việc sinh ra cùng Bách Xuyên là một ngày sinh nhật. Ngày 19 tháng 3 Hải nạp 8 tuổi, năm 2013 hải nạp sinh quốc nội A thị trường chứng khoán tràn giấy phép. Lúc đó ta ở LACA thành nhỏ, Bách Xuyên theo ta chia sẻ này tin tức tốt. Ta truyền cho hắn một trương, ta ở thành nhỏ giáo đường tiền tự chụp ảnh. Ta nghĩ gả cho hắn. Hải nạp 9 tuổi, năm 2014 tháng 1 New York tạp chí kinh tế tài chính công bố toàn cầu tài chính có nhất lực ảnh hưởng nhân vật, Bách Xuyên xếp hạng đệ 19 vị. Năm 2014 tháng 3, Bách Xuyên bắt đầu bắt tay vào làm tổ kiến a cổ đoàn đội. Một năm này ngày 14 tháng 2, Bách Xuyên hướng ta cầu hôn, cho ta sáng tác nhất thủ, đồng giao. Đời này, có như vậy một lần lãng mạn là đủ. Hải Nạp 10 tuổi, năm 2015, Hải Nạp bắt đầu tiến quân a thị trường chứng khoán tràn. Một năm này, chúng ta tổng cộng thấy 15 thứ, 9 thứ hắn về nhà, 6 thứ ta đi New York. Một năm này, chúng ta đều quá bận rộn mà phong phú. Mẹ nói với ta: "Các ngươi giống như vậy không được a, à? các vội các, quanh năm suốt tháng phân ở hai, nơi nào có cái da bộ dáng." Kỳ thực mẹ không biết, hắn ở nơi nào nơi nào liền là của ta gia. Hải Nạp 11 tuổi, năm 2016 thượng nửa năm, Hải Nạp đầu đi hoàn thành 25 cái IPO hạng mục, 62 cái tư mộ dung tư cùng hợp mua hạng mục, tổng tiền lời 565 điểm, chen vào toàn cầu cao nhất đầu đi tiền ngủ. Viết cấp bản thân, năm 2016 ngày mùng 9 tháng 11, chúng ta kết hôn hai đầy năm ngày kỷ niệm. Bách Xuyên đặc biệt vội, không trở về hắn phát ra điều tin tức cho ta. Đồng, nghỉ ngươi. Ân, ừ, ta cũng tưởng hắn, đặc biệt tưởng nhớ. Năm 2016, của chúng ta tình yêu đã đi qua 11 cái xuân hạ thu đông. Này 10 trong một năm, chúng ta từng có mâu thuẫn, từng có rùng mình, từng có tranh cãi. Nhưng chúng ta cho tới bây giờ không đề cập quá phận thủ, chúng ta như trước là lẫn nhau trong sinh mệnh quan trọng nhất người kia. Thật tốt năm 2017 tân niên nguyện vọng. Cấp bách xuyên sinh cái tiểu tình nhân. Chúng ta cùng nàng mỗi một ngày lớn lên, nàng cùng chúng ta mỗi một ngày biến lão. Viết cho năm 2016 ngày mùng 9 tháng 11 trễ 11 điểm, xem xong sau, tưởng bách xuyên trong lòng chiến một chút, dòng nước ấm dũng quá. Lúc này cửa tiếng bước chân vang lên, hừ tiểu khúc tô dương đến gần. Tưởng bách xuyên chạy nhanh tắt đi video clip, thuận tay mở ra bọn họ luyến ái sự cái kia video clip, lấy ra di động làm bộ xem bưu kiện. Tô Dương đẩy cửa tiến vào, có phải là lại có công tác? Tưởng Bách Xuyên Trang mô tác dạng lui ra di động, ân, đã xử lý tốt. ngẩng đầu nhìn nàng. Cái gì lễ vật? Tô Dương hai tay lưng ở sau người, hỏi hắn. Lão quy cũ, trước đoán một chút. Tưởng Bách Xuyên nghĩ nghĩ. Đồng hồ. Tô Dương hơi giật mình. Ngươi có phải là phía trước vụn trộn thấy được ta đặt ở phòng giữ quần áo lễ vật? Tưởng Bách Xuyên lắc đầu. Ta cũng chưa đi phòng giữ quần áo, quần áo không đều là ngươi cho ta lấy. Tô Dương bắt tay biểu đưa cho hắn. Nhìn xem có thích hay không? Lại hỏi. Đúng rồi, làm sao ngươi đoán được là đồng hồ? Tưởng Bách Xuyên đưa tay, bắt tay cổ tay đưa tới nàng trước mặt, nói. Tháng 9 khi, ngươi không phải đã nói một lần ta đồng hồ nên thay đổi sao? Tô Dương cười thầm, đem hắn trên cổ tay đồng hồ cởi xuống đến, đem tân đội. Tưởng Bách Xuyên nhìn nhìn. Ân, ừ, so với ta phía trước kia khối đẹp mắt. Hắn đứng lên nhường vị trí cho nàng. Nhanh chút vội đi, bận hết sau đi tắm rửa ngủ. Tô Dương ngồi xuống, tắt đi video clip, tiếp tục xem hợp đồng quy tắc chi tiết. Ngẫn đầu nói với hắn. Ngươi trước đi tắm rửa đi, ta rất nhanh sẽ hảo. Tưởng Bách xuyên cân, thanh, xoay người rời đi thư phòng. Hắn không đi tắm rửa, đi ban công. Đêm nay thời tiết không sai, bầu trời đêm đầy sao nhiều điểm. Hắn khuỷu tay chi ở trên ban công, xem vạn gia đèn đuốc. Đầu đầy não đều là của nàng cái kia hãy Nạp đầu đi tiểu bảo bảo trưởng thành nhớ. Của hắn tiếng đức chuyện xưa, của nàng trưởng thành nhớ video clip, có hiệu quả như nhau chi diệu, có không cần ngôn ngữ ăn ý. 11 năm, cái gì đều ở biến. Di động không lại song hướng thu phí. Máy chụp ảnh đã rất khó nhìn thấy phim nhựa truyền thống cơ. Bằng hữu, thân nhân gian ân cần thăm hỏi theo viết tay thư tính biến thành đàn phát tin tức. Duy nhất không có đổi là. Hắn nhớ được, đều là cùng nàng có liên quan. Trong lòng nàng ràng buộc, thủy chung là hắn. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 39 Tiểu sữa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tưởng Bách Xuyên tắm qua sau trực tiếp đi phòng ngủ, Tô Dương còn tại trong thư phòng vội, hắn cũng không đi lại quấy rầy. Hắn ỉ ở đầu giường xem tin tức, chờ nàng cùng ngủ. Mấy ngày nay, hắn đã không lại đi chú ý cùng hắn có liên quan bác quái tin tức, bắt đầu chú ý của hắn tài chính và kinh tế tin tức. Nóng điểm tin tức chi nhất vẫn là Doãn Lâm tài sản sắp hợp mua SOFE ở thâm quyến khung tổ hán. Hắn nhìn chầm chầm màn hình như có đâm chiêu, tìm ra khác một trợ lý điện thoại, phát ra điều tin tức đi qua. Ngày mai ta đến Thượng Hải, đổng trợ lý rất mau trở lại phục. Hảo, mấy điểm đi đón máy bay? Tưởng Bách Xuyên. 2 giờ chiều tả hữu đến Thượng Hải. Đổng trợ lý là hắn ở Trung Xuyên tập đoàn nhậm chức trợ lý, hắn ngày mai muốn tiến đến Trung Xuyên phân công ty, cũng chính là nhập cổ mổ sản phẩm trong nước di động cái kia công ty. Doãn lâm công ty xem ra là quyết tâm muốn cùng hắn băn khoăn, hắn chỉ có thể trước tiên ứng đối. Hắn đính hảo vé máy bay sau, lại cấp tưởng mộ tranh phát ra điều tin tức. Ngày mai bắt đầu, thu mua Doãn lâm hải ngoại cổ phần khống chế dầu mỏ công ty công ty cổ phần, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tưởng mộ tranh. Ta không có tiền, nghe răng, nghe răng, tưởng bách xuyên. Mặc kệ bao nhiêu, ta cấp. Tưởng mộ tranh. Hoàn hảo ta không phải nữ nhân, bằng không ngay cả hồn đều bị ngươi câu đi rồi, theo sát sau lại phát đến một cái. giản lâm lão bản thế nào đắc tội ngươi? Tưởng bách xuyên. Ở nhằm vào ta thu mua LACA máy ảnh. Tưởng mộ tranh. Minh bạch. Chính là cái kia kêu bàn cái gì hy nữ nhân là đi. Lần này ngươi công khai hôn nhân tình huống, phỏng chừng nàng hội nhìn ngươi càng khó chịu nữ nhân tâm đáy biển châm coi chừng một chút đi tưởng bách xuyên ân vừa thu hồi di động tô dương liền vào phòng ngủ hỏi nàng tắm qua tô dương ân ở dưới lầu phòng tắm tẩy nàng xốc lên chăn chui được trong lòng hắn ngày mai chúng ta cạn thôi tưởng bách xuyên ngày mai ta đi tranh thượng hải giữa trưa chuyến bay đem ngươi phiếu cũng đính tô dương cười khóa thành thị tú ân ái đi tưởng bách xuyên ngón tay quấn quýp lấy tóc của nàng không phải là không thể được tô dương moi của hắn cổ ngươi bộ dạng này ta đều có điểm chịu không nổi tưởng bách xuyên hỏi lại loại nào tử tô dương không làm việc đàng hoàng cả ngày theo ta cùng nhau nhàn hổn tưởng bách xuyên bật cười ta liền hai ngày không đi làm mà thôi Tô Dương. Thói quen ngươi cả ngày máy tính không rời tay này. Tưởng Bách Xuyên nói. Ngày mai ta đi Thượng Hải Trung Xuyên phân công ty, có một số việc muốn cùng bên kia cao tầng nối một chút. Tô Dương. Ta đây đi ngoại thang đi dạo. Tưởng Bách Xuyên đem đệm đặt ở một bên, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Hắn thuận tay đem đầu giường đang đóng. Phòng lâm vào không cùng hắc ám. Tô Dương ghé vào của hắn ngực, ôi, cho ta giảng tiếng Đức chuyện xưa. Hảo. Hiện tại biết là cái gì nội dung, Tô Dương lại nghe qua, liền có một phen đặc biệt tư vị trong lòng trước. Vẫn là đã từng quen thuộc phối phương, như trước là nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng nàng đã biết tiếng Trung phiên dịch. Chuyện xưa còn tại tiếp tục, hắn trầm thấp từ tính thanh âm vần quanh ở nàng bên tai, lúc này nói đến câu kia. Năm 2013 tháng 12, đồng trở thành LACA người phát ngôn, ở thành nhỏ giáo đường tiền nàng phát ra một trương tự chụp ảnh cho ta của ta tiểu cô nương trưởng thành có thể gả cho ta chuyện xưa nói xong sau tô dương thân ái hắn biết rõ còn cố hỏi có thể theo ta nói một chút đây rốt cuộc là cái gì dạng tiếng đức chuyện xưa sao tưởng bách xuyên đem đầu nàng khấu ở của hắn ngực chạy nhanh ngủ tô dương lại ngẩng đầu lên theo ta nói một chút tưởng bách xuyên biết là cái gì chuyện xưa ngươi về sau liền không muốn nghe cô dương lời thề son sắc cam đoan sẽ không ta khẳng định hội nghe cả đời cũng sẽ không thể ngại phiền làm sao có thể không muốn nghe đâu là thế nào nghe đều nghe không đủ tưởng bách xuyên thanh thanh cổ họng thật muốn nghe thật sự phi thường thực nàng ôm của hán cổ nói tưởng bách xuyên này chuyện xưa tiếng trung sơ ý chính là Thật lâu thật lâu trước kia, ở hải bên cạnh có tòa sơn, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng mỗi ngày đều phải đúng hạn chàng chung, thật vất vả. Tô Dương Một ngụm lão huyết Tưởng Bách Xuyên, ngươi không phải là nói với ta, đó là một phim nhiều tập sao. Tưởng Bách Xuyên chịu đựng cười. Đúng vậy, chàng chung tiểu hòa thượng mỗi một ngày già đi, sau đó lại tới nửa cái tân tiểu hòa thượng, tiếp tục chàng chung. Tưởng Bách Xuyên. Ha ha. Vài giây sau, Tưởng Bách Xuyên đau tê một tiếng, trong bóng tối chỉ nghe hắn nói. Tô Dương, ngươi xuống tay có thể nhẹ chút sao? Hôm sao? Tô Dương rất sớm liền rời giường. Tối hôm qua ngủ sớm, cũng không vận động, sớm liền tỉnh lại. Tưởng Bách Xuyên rời giường khi, Tô Dương đã làm tốt lắm điểm tâm. Hắn đi vào phòng bếp, nghe thấy được hương vị. Bánh trứng ân, thật lâu không ăn đi. Tô Dương đưa cho hắn một đôi chiếc đũa. Nếm thử vị nói sao dạng, ta cũng đã lâu không có làm, một người ở nhà liền không muốn làm cơm. Tưởng Bách Xuyên uống lên điểm nước ấm, gấp một khối bánh trứng bỏ vào trong chén, bắt đầu bắt đầu ăn, nuốt xuống về phía sau nói với Tô Dương. Rất nhạt, không có mặn vị, lại phóng điểm muối đi. Hảo! Tô Dương lại đi quấy tốt hồ gián lý bỏ thêm điểm muối tưởng bách xuyên buôn bát ta đến quấy tô dương tiếp tục tiên trong nồi bánh trứng quay đầu nhìn hắn mắt nói với hắn sáng nay giải trí tin tức nhìn không không chú ý kiều cẩn tiếp tục khởi công giống như muốn tham gia cái chân nhân tú tiết mục thu đại khái là tiết mục phương muốn lợi dụng nàng hiện tại nhiệt độ tuyên truyền tiết mục tưởng bách xuyên sắc mặt trầm tĩnh lại dặn dò nàng một lần về sau không cần xen vào nửa nàng cùng nàng bảo trì khoảng cách là được, mặc kệ chuyện gì đều đừng cùng nàng chính diện xung đột, giao cho ta. Tô Dương gật đầu, nói biết. Lại lo lắng hỏi. Kiều cẩn phía trước tìm cậu tử tưởng hãm hại ngươi, ngươi còn muốn tìm nàng tính sổ sao? Tưởng bách xuyên. Việc này khẳng định không sẽ lại như vậy kết thúc, tổng yếu cho nàng điểm giáo huấn, làm cho nàng biết nhân này tự là viết như thế nào. Tô Dương nhắc nhở hắn. Đừng làm quá mức làm cho nàng dài một chút trí nhớ là được. Dù sao gia gia lớn tuổi, nhân tình là hắn kiếm, chúng ta khẳng định không có cách nào khác thể hội tâm tình của hắn, cũng đừng làm cho hắn lại phiền lòng. Tưởng bách xuyên cân một tiếng, đem quấy đều hồ dáng đưa cho nàng, lại chỉ chỉ trong nồi, chạy nhanh phiên một chút, đừng hồ. Tô Dương biết hắn ở chuyển hướng đề tài, nhưng vẫn là nhịn không được lải nhảy hai câu. Kiều lão gia tử đối gia gia ân tình đại khái chính là giống gian phàm đối với ngươi, ở ngươi gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, trừ bỏ nhất khang nhiệt tình không có gì cả, khả gian phàm lại bỏ qua oan suyết khác cao nhất đầu làm được lương cao cam kết, với ngươi cùng nhau gây dựng sự nghiệp, huyết bao nhiêu vách tường, ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu ủy khuất, người khác không biết, nhưng ngươi có biết. Gian phàm so tưởng bách xuyên cực tốt nhiều, là hắn học tỷ, tưởng bách xuyên học đại học khi, Giang Phàm đã ở Wall Street có chút danh tiếng. Lúc đó nàng xem tưởng Bách Xuyên một người thật không dễ dàng, giúp hắn rất nhiều, sau này từ chức, cùng tưởng Bách Xuyên cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Trong nhiều năm như vậy, Giang Phàm ở chuyên nghiệp lĩnh vực không có ra quá một lần sai lầm. Giang Phàm đối nàng cũng tốt, lén sẽ làm dịp đông giúp nàng, tuy rằng Giang Phàm chưa bao giờ nói, nhưng nàng đều biết đến. Cho nên khi nàng biết được Giang Phàm cùng Diệp Đông ly hôn sau, trong lòng nàng đặt khó chịu. Giang Phàm trước kia từng nói với nàng, nói bản thân là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân, không có chi nhất, bởi vì Diệp Đông đối nàng thật tốt quá. Khả sau này, như vậy cảm tình vẫn là đi rời ra. Tưởng Bách Xuyên cầm chiếc đũa thủ hơi hơi rụt lui, không lên tiếng, lặng lặng nghe. Tô Dương tiếp theo nói. Giang Phàm đối với người ân tình, đại khái là người đời này dùng tiền không có cách nào khác trả lại. Làm cái suy luận, nếu quả có thiên của nàng đứa nhỏ cùng con của chúng ta có xung đột nàng đến cầu tình ngươi nói trong lòng ngươi có phải là thật mâu thuẫn ngươi không giúp trong lòng ngươi tự trách ngươi giúp ngươi hài tử không hiểu ngươi tưởng bách xuyên tinh tế nhấm nuốt bánh trứng cũng không biết nên đi hình dung như thế nào giờ khắc này tâm tình mâu thuẫn thua thiệt tô dương đem trong nồi đã tiên hơi hơi ố vàng bánh trứng thịnh xuất ra tiếp tục trong bát hồ dáng đổ tiếng trong nồi dùng một cái xẻng một chút quán bình. Nàng nói, Gia Gia cái kia niên đại, chúng ta không trải qua, nhưng nghe quá, sáu bảy mươi niên đại, mẫn cảm như vậy thời kỳ, có đôi khi nói sai một câu nói, toàn gia đều đi theo chịu tội, thậm chí là cửa nát nhà tan. Khả Kiều lão gia tử lại giúp Gia Gia một phen, đối với Gia Gia mà nói, khẳng định là suốt đời khó quên, dù sao dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không kịp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khả gia gia tâm tình, chúng ta không có cách nào khác thể hội. Tưởng Bách Xuyên đem bánh trứng giáp toái, gấp nhất tiểu khối đưa đến trong miệng nàng. Tô Dương bật cười, đây là ngại lời của nàng nhiều, muốn đổ của nàng miệng đâu. Tưởng Bách Xuyên dừng một lát, nói: "Ngươi nói đi, ta nghe." Tô Dương nuốt xuống sau mới nói: "Mặc kệ Kiều Cẩn làm cái gì, Kiều phụ Kiều mẫu làm cái gì, đều vô pháp lau đi Kiều lão gia tử ân tình." hơn nữa kiều lão gia tử cũng là cái minh lý lẽ nhân nhưng hắn lại không thể không quản kiều cẩn cho nên kiều cẩn làm việc này cho nàng giáo huấn sau chúng ta liền phiên thiên đi cũng đừng nhường người trong nhà đi theo phiền lòng tưởng bách xuyên gật đầu thấu đi qua hôn hôn nàng hảo nghe ngươi sau khi nói xong lại thân ái nàng thanh âm có ti khàn khàn nói cảm ơn tạ nàng luôn là bất kể tiền ngại tình nguyện ủy khuất bản thân cũng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn người nhà lo lắng. Ăn qua điểm tâm, Tô Dương liền bắt đầu thu thập hành lý, hỏi hắn. Chúng ta muốn ở bên kia đợi mấy ngày. Còn không xác định, ngươi nếu thích, liền nhiều đợi mấy ngày. Tô Dương nghĩ nghĩ. Ta còn giống như thật sự không thế nào dạo trải qua hải, mỗi lần đều là vội vã đẩy nhanh tốc độ làm. Ân, lần này hảo hảo đi dạo. Tưởng Bách Xuyên hỏi nàng, bên kia giống như có cái Disney nhạc viên có phải là tô dương gật đầu đúng vậy nhưng không đi qua tưởng bách xuyên tiếp nhận nói ta giống như không đi qua Disney nhạc viên đi tô dương dù sao cùng với ta sau ngươi không đi qua ta cũng là nhận thức trước ngươi đi qua một lần hương cảng Disney tiểu học khi ngươi không đi qua tưởng bách xuyên không nhớ rõ tô dương đột nhiên môi nàng giác nhất câu. Không có việc gì, lần này đi Thượng Hải, ta mang ngươi đi đi dạo Disney, coi như cho ngươi quá lễ Noel. Tưởng bách xuyên túng túng của nàng vành tai. Chạy nhanh thu thập hành lý. Tô Dương cười ra tiếng. Sau đó lại không khỏi cảm khái câu. Tưởng bách xuyên, ngươi nói ngươi đáng thương hay không, người lớn như thế, cũng không thiếu tiền, nhưng chưa từng hưởng thụ quá cuộc sống. Tưởng bách xuyên cũng là như có đâm chiêu, Mấy năm nay, ra ngẫu nhiên bồi tô dương ở hương cảng cùng New York đi dạo, hắn cơ bản không đi chơi quá, thuần túy du lịch là một lần đều không có. Hắn cao trung tốt nghiệp phải đi nước ngoài lưu học. Bắt đầu đọc là máy tính chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau, đột nhiên một cái não trừ, đi đọc tài chính. Sau đó khởi đầu đầu đi. Một đường đi tới, căn bản không thời gian ngừng lại. Tô Dương là hắn buồn tẻ nhân sinh lý duy nhất một ngọn gió cảnh. Mấy năm nay, hắn tuy rằng đi qua thượng trăm quốc gia, nhưng kia một lần đều là vội vàng đi, vội vàng hồi. Cho dù là đi cảnh khu, kia cũng nhất định là cùng hộ khách, trong lòng nghĩ sự tình, căn bản là vô tâm tư đi hảo hảo thưởng thức dị quốc phong tình. Tô Dương đem rương hành lý sửa sang lại hảo, nói với hắn. Đời sau làm cái gì đều đừng nữa làm ngân hàng gia. Đặc biệt bản thân khởi đầu đầu nghề lão bản. Gây dựng sự nghiệp gian khổ, tài chính nguy cơ khi tinh thần áp lực, ngoại nhân không có cách nào khác thể hội. Tưởng Bách Xuyên bắt đầu thay quần áo, gật gật đầu. Đời sau tranh thủ làm lão sư, nghỉ đông và nghỉ hè mang ngươi đi chơi. Tô Dương khóe miệng dạng nhợt nhạt cười, ta đây làm đệ tử của ngươi, đến tràng sư sinh luyến. Tưởng Bách Xuyên đưa tay xoa xoa đầu nàng, mau thay quần áo đi. Đến sân bay, vốn cho là hội thuận lợi tiến vào an kiểm, không nghĩ tới bị một đám đột nhiên toát ra đến phóng viên cấp vây quanh. Tô Dương bị này trận thế liền phát hoảng, tưởng Bách Xuyên đem nàng hướng trong lòng mang theo mang. Mắt thấy người chung quanh càng tụ càng nhiều, càng ngày càng ồn ào, hỏi vấn đề gì đều có. Tưởng Bách Xuyên vài cái tùy thân bảo tiêu đã ngăn không được bọn họ, lại không thể dùng lực thôi đẩy. Tưởng Bách Xuyên cùng huyên náo đoàn người nói câu Đại gia đừng nhiễu loạn sân bay bình thường trật tự, tìm cái gốc ta trả lời của các ngươi vấn đề. Phóng viên không nghĩ tới tưởng Bách Xuyên sẽ như vậy dễ nói chuyện, cũng không lại hướng phía trước thấu. Ở bảo tiêu cùng sân bay bảo an duy trì trật tự hạ, phóng viên cũng coi như phối hợp, đều dời bước đến đại sảnh một cái góc. Thời kỳ, tưởng Bách Xuyên luôn luôn đem tô dương hộ ở trong ngực, sợ bị máy ảnh cùng microphone vô tình đụng tới. Vừa đứng định, tự vào tưởng Bách Xuyên bên cạnh một cái nữ phóng viên liền bắt đầu oanh tạc, lời nói sắc bén tưởng tổng cùng ngài thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên người mẫu kiều cẩn phía trước của nàng ủy bộ đột nhiên bị thủ quan là vì kiều cẩn cùng ngài thái thái bất hòa ngài bách cho áp lực mới không thể không làm như vậy sao tô dương theo bản năng nhìn nhìn tưởng bách xuyên vấn đề này chính là cái cạm bẫy mặc kệ thế nào trả lời đều sẽ bị nhân lên án này đó phóng viên xem ra có chút là có mục đích mà đến chẳng phải đơn thuần tưởng đào móc cái gì tin tức này nữ phóng viên lời nói rơi xuống, hiện trường một mảnh yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều tập trung ở tưởng Bách Xuyên trên người. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 40 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cô Dương trong lòng đổ trừu lãnh khí, kề sát tưởng Bách Xuyên, không khỏi bắt lấy tay hắn, cùng hắn mười ngón nhanh chụp. Tưởng Bách Xuyên tầm mắt vẫn chưa dừng ở vừa rồi nêu câu hỏi cái kia nữ phóng viên trên người, nhìn về phía đoàn người, hỏi. Các ngươi muốn biết ta vì sao đột nhiên đối kiều cẩn thủ quan? Đoàn người có nháy mắt trầm mặt, đột nhiên, trăm miệng một lời. Muốn biết? Không muốn biết có lẽ chỉ có ngốc tử. Tưởng Bách Xuyên cười nhẹ, mặc dù là cười, trên người hắn cũng tản ra sắc bén lại lạnh thấu xương hàng khí, mặc cho ai đều sẽ không thích bị một đám người vây quanh, như thế ép hỏi hắn nói xem ra bác quái cùng lòng hiếu kỳ là mỗi người đàn bà đều có ta thê tử tô dương phía trước cũng luôn luôn quấn quít lấy ta không ngừng truy vấn ta làm sao lại đột nhiên không hề chinh triệu đối kiều cẩn thủ quan cố ý ngừng cúi xuống lại nói ta đến bây giờ cũng chưa nói với tô dương thủ quan cụ thể nguyên nhân nói mấy câu hắn đem thủ quan sở có trách nhiệm đều lãm ở tại trên người bản thân rồi sau đó tưởng bách xuyên cúi mâu nhìn về phía trong lòng tô dương, ánh mắt ôn hòa, thanh âm cũng là chưa bao giờ từng có sủng địch. Hỏi. Muốn biết sao? Tô dương ngẩng đầu, cùng hắn thâm mà trầm tầm mắt tướng tiếp, nàng mờ mịt chớp mắt, tưởng. Nàng muốn biết là hắn muốn thế nào tự bào chữa. Khả nàng vô tội lại chất phát ánh mắt lại bị phóng viên giải độc thành nàng là thật cũng không biết chân tướng. Tưởng Bách Xuyên cười yếu ớt, nói câu sẽ không nói cho ngươi. Tô Dương Một thân nổi da gà Ở đây phóng viên cũng là bị ngược miệng đầy cẩu lương vừa mới cái kia nữ phóng viên còn chưa từ bỏ ý định, vừa định tiếp tục truy vấn. Tưởng Bách Xuyên lại nhìn về phía đoàn người, chưa cho nàng nói chuyện cơ hội. Hôm nay như vậy vui vẻ ngày, chúng ta tán gẫu điểm cao hứng, tỉ như, ta theo ta thê tử, năm đó là ai trước truy ai. Có phóng viên chen vào nói là tô nhiếp ảnh gia truy ngươi sao? Tô Dương hô khẩu khí, vừa mới cái kia bén nhọn vấn đề rốt cục bị vùng mà qua. Tưởng Bách Xuyên hiện tại tâm tình coi như không sai, cười cười. Nàng đuổi không kịp ta, lúc đó ta ở New York, nàng còn nhỏ, đọc cao trung, không có cách nào khác xuất ngoại, ta liền gấp trở về truy nàng. Đoàn người một mảnh vui mừng thanh, phần lớn là cảm thấy bất khả tư nghị. Tưởng Bách Xuyên tiếp theo lại nói với các nàng. Các ngươi còn có thể hỏi một chút ta, vì sao nhiều năm như vậy, chúng ta luôn luôn không công khai tình cảm lưu luyến. Chỉ dùng vài phút thời gian, hắn cũng đã nắm trong tay hiện tại quyền chủ động. Đại đa số phóng viên nhất thời có chút mộng, loại này tự hỏi tự đáp, chủ động nói ra, phía trước thật đúng chưa từng gặp qua. Có phóng viên không hiểu hưng phấn, cảm thấy tưởng Bách Xuyên cùng tài chính và kinh tế đưa tin lý miêu tả không giống với, liền theo lời nói của hắn hỏi vì sao không công khai tưởng bách xuyên nói bởi vì chỉ sợ xuất hiện hôm nay tình huống như vậy muốn đuổi máy bay kết quả bị của các ngươi nhiệt tình đã động nhìn không được dừng lại muốn chủ động theo các ngươi tán gẫu vài câu máy bay trì hoãn xong việc tiểu theo các ngươi tán gẫu sự đại các phóng viên cười vang kỳ thực các nàng nghe ra tưởng bách xuyên ở chế nhạo các nàng nhưng lời như vậy giống như lại nghe hoài không chán tưởng bách xuyên còn nói muốn chụp ảnh chung phải không ta vừa mới nghe được có người nói muốn muốn chụp ảnh chung tô dương không nghe được có người nói muốn chụp ảnh chung a à, thật đúng hội biên phóng viên đều là nữ nhân nghe được muốn cùng tưởng bách xuyên chụp ảnh chung không vài cái không đồng ý hiện trường còn có tưởng bách xuyên phang hô nói muốn chụp ảnh chung muốn chụp ảnh chung tưởng bách xuyên đặt ở tô dương bên hông nhẹ tay kim đè tô dương tâm thần lĩnh hội cùng vừa mới cái kia kêu tối hăng say nữ hài nói muốn cùng ta chụp ảnh chung phải không đi lại đi nói xong nàng nới ra tưởng bách xuyên hướng kia nữ hài đi đến nữ hài trong lòng nhất vạn cái phát điên nàng tưởng cùng tưởng bách xuyên chụp ảnh chung nha nhưng là tô dương chủ động đi tới nàng lại không thể trực tiếp cự tuyệt tưởng bách xuyên đưa tay cùng nữ hài nói di động cho ta ta giúp các ngươi chụp Nữ hài nháy mắt lại đánh kê huyết thông thường, vội vàng đem di động đưa cho tưởng Bách Xuyên, mặt đều đỏ. Cảm ơn. Vỗ mấy trương sau, tưởng Bách Xuyên còn nói. Còn có muốn chụp ảnh chung nhanh chút, ta giúp các ngươi chụp. Đại gia sẽ chờ cùng Tô Dương chụp ảnh chung sau, lại cùng tưởng Bách Xuyên đến một trương. Kết quả tưởng Bách Xuyên nâng tay cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, xin lỗi nói. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta muốn an kiểm, lần tới thỉnh đại gia uống trà, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu, hôn lễ khi cũng sẽ thỉnh các vị chứng kiến của chúng ta hạnh phúc, hôm nay cảm ơn của các ngươi chúc phúc cùng quan tâm. Tô Dương Thế nào đều nói khởi hôn lễ như vậy xa xôi sự tình. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, nhân gia đều khách khí như vậy, lại là chủ động nói ra, lại là nhiệt tình cấp chụp ảnh, các nàng lại quấn quyết lấy không tha, giống như không thể nào nói nổi thôi cũng không quản nàng nhóm là cái gì biểu cảm ở bảo tiêu hộ tống hạ tưởng bách xuyên nắm tô dương thủ rời khỏi đoàn người chỉ còn lại có tạc nồi các nàng ở lại tại chỗ đi xa sau tô dương xem hắn ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi sẽ trực tiếp đi vip thông đạo không thèm nhìn các nàng tưởng bách xuyên nói liền tính lần này tránh thoát đi khả các nàng còn có thể có lần sau về sau ngươi đi ra ngoài công tác bị các nàng vây quanh một mình ngươi thế nào đối mặt? Tô Dương cũng là lòng còn sợ hãi. Hoàn hảo hôm nay ngươi ở đây, bằng không ta đều không biết muốn thế nào ứng đối cái kia nữ phóng viên cùng anh lạm tạc. Lúc đó của nàng đầu óc trống rỗng. Tuy rằng hiện tại có chút danh khí, nhưng cho tới bây giờ không bị phóng viên vây đổ phỏng vấn quá. Một điểm ứng biến kinh nghiệm đều không có. Tưởng Bách Xuyên dặn dò nàng. Về sau lại có phóng viên hỏi ngươi thủ quan chuyện, hoặc là cùng kiều cẩn có liên quan ngươi liền hướng trên người ta thôi nói ta còn là không nói cho ngươi cụ thể nguyên nhân các nàng cũng sẽ không triệt tô dương dùng sức gật gật đầu sau đó cười nhìn hắn dùng sức nắm chặt nắm chặt tay hắn không nghĩ tới ngươi sẽ nói nhiều như vậy thái độ còn như vậy hảo ra ngoài của nàng dự kiến tưởng bách xuyên nhìn phía nàng ngươi thân ở nghề này cùng truyền thông quan hệ đánh tốt lắm tổng không có gì chỗ hỏng tô dương tả hữu nhìn xuống đột nhiên nhếch lên mũi chân ở hắn bên môi ấn một chút tưởng bách xuyên cười cười ở vip hậu cơ thất tưởng bách xuyên thu được tưởng mộ tranh tin tức ngươi cho ta mấy trăm triệu đô la ta một buổi sáng liền xài hết còn muốn tiếp tục cấp sao nghe răng nghe răng ngay sau đó lại phát đến một cái lại cho ta ba cái trăm triệu có thể cử bài tưởng bách xuyên hỏi lại có ba cái trăm triệu thu mua công ty cổ phần có thể đạt tới 5%. Tưởng mộ tranh. Ân, ừ, không đủ lời nói, ta liền cho ngươi thêm một điểm, vẫn là ta đối với ngươi được rồi. Tưởng bách suy nghĩ nghĩ. Tranh thủ ngày mai buổi sáng đem tiền trù đúng chỗ lại nhất định chuyển cho ngươi. Tưởng mộ tranh. Không thể nào. Làm sao ngươi nghèo như vậy? Tưởng bách xuyên. Ta không muốn đem đầu đi liên lụy tiến vào, dù sao đầu biết không là ta một người phía trước đưa cho ngươi đều là ta tư nhân trong tài khoản tiền hiện tại hắn trên đỉnh đầu đã không có nhiều như vậy để đó không dùng tài chính tưởng mộ tranh tiền chuyện thôi cũng không phải là không tốt giải quyết ngươi cầu ta ngươi cầu ta ta liền giúp ngươi cười xấu xa tưởng bách xuyên ngươi sớm làm đã chết này tâm tưởng mộ tranh cẩn thận ta dở trò xấu đem ngươi thu mua sở hữu công ty cổ phần chọn cái thấp nhất điểm phao, ta cho ngươi khóc đều tìm không thấy nhi. Tưởng Bách Xuyên. Ngươi nếu không sợ ngươi cưới không đến nàng dâu, ngươi cứ việc bán tháo. Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Bách Xuyên không công phu cùng hắn nói chuyện tào lao, thu hồi di động. Qua 2 phút, Tưởng Mộ Tranh tin tức lại tiến vào. Ngươi có thể hỏi đồng đồng mượn, nàng theo 18 tuổi liền kiềm giữ các ngươi đầu làm được công ty cổ phần mấy năm nay chia hoa hồng đâu chỉ ba cái trăm triệu theo ta đối nàng hiểu biết nàng khẳng định đem tiền toàn bộ tồn ngân hàng ps nhưng ta biết chúng ta kiêu ngạo tiểu xuyên là sẽ không hướng nữ nhân vay tiền giọt mỉm cười tưởng bách xuyên mà lúc này ngồi ở hắn bên người tô dương lại đăng nhập hộp thư muốn đem tối hôm qua laca máy ảnh hợp đồng quy tắc chi tiết lại nhìn một lần đặc biệt quay chụp chủ đề kia một đoạn nàng suy nghĩ hơn nửa đêm đều không nghĩ tới tốt sáng ý tô dương đăng nhập hộp thư phát hiện bên trong có phong mổ quốc tế ngân hàng phát đến tài khoản ngạch chống thay đổi thông tri bưu kiện như vậy bưu kiện nàng thường xuyên thu được này tài khoản là tưởng bách xuyên lúc trước ở ngân hàng để lại tưởng bách xuyên di động hào để lại của nàng hộp thư tài khoản có biến động khi hội tin tức nêu lên tưởng bách xuyên bất cứ cái gì tư nhân tài khoản nàng đều biết đến có thậm chí là để lại số di động của nàng mỗi một phân tiền thay đổi nàng đều biết đến liền bao gồm thẻ ngân hàng cũng toàn bộ để lại số di động của nàng nàng dùng chủ tạp tưởng bách xuyên dùng phó tạp nàng mở ra bưu kiện tài khoản ngạch trống chỉ có mấy vạn đô la nhiều như vậy trăm triệu một cái buổi sáng toàn bộ chuyển ra nàng đại khái đoán đến hắn lại thu mua cổ phiếu ngước mắt nhìn tưởng bách xuyên liếc mắt một cái hỏi hắn ngươi lại thu mua. Tưởng Bách Xuyên đang ở gửi thư tính tức, ân thanh. Tô Dương không hỏi nhiều nữa, cúi đầu xem bản thân hợp đồng. Mà lúc này Thượng Hải, Kiều Cẩn vừa tham gia Hoàng Chân Nhân Tú tiếp mục tuyên bố hội, buổi chiều còn muốn tiến đến Bắc Kinh tham gia một cái thông cáo. Đến khách sạn sau, vừa nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, tiếng đập cửa liền vang lên. Nàng lại đứng lên đi mở cửa, là người đại diện Lisa Lisa biểu cảm phức tạp. Cẩn, ngươi lại cho ngươi biểu đệ tìm phóng viên vây đổ tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương. Kiều Cẩn không hiểu ra sao. Cái gì phóng viên vây đổ? Lisa hơi giật mình, chạy nhanh đem trên mạng vừa tuyên bố xuất ra video clip tìm ra cấp Kiều Cẩn xem. Kiều Cẩn xem sao, mi mày gian quẩn tức giận, chịu đựng không phát tác, không xuất di động, làm vài cái hít sâu, đem di động đưa cho Lisa. Quán hận nói sáng sớm bỏ chạy đi sân bay tú ân ái chỉ sợ toàn người trong thiên hạ không biết bọn họ có bao nhiêu hạnh phúc là đi thật sự là không biết xấu hổ lisa lại hỏi thực không phải là ngươi tìm phóng viên kiều cẩn ta có như vậy ngu ngốc sao lisa khóe miệng co rúng hạ không lên tiếng trả lời kiều cẩn điểm điếu thuốc ta lại xuẩn cũng sẽ không thể tìm phóng viên vây đổ bọn họ hai người không phải là vừa vặn cấp tưởng Bách Xuyên biểu hiện cơ hội sao? Nàng chính là tìm phóng viên cũng là thừa dịp tưởng Bách Xuyên không ở quốc nội khi, cũng chỉ vây công Tô Dương một người. Lisa gật gật đầu, vẫn là có chút bất khả tư nghị. Làm sao có thể có nhiều như vậy gia truyền thông cùng nhau ngồi sổng thủ đâu? Liền cùng trước đó thương lượng coi như. Kiều cẩn chậm rãi xông ra sương khói, không lên tiếng. Nàng cũng buồn bực. Đăng ký sau, tưởng bách xuyên lại khôi phục ngày xưa bận rộn mở ra máy tính bắt đầu xử lý công tác hắn nói với tô dương nếu nhàm chán có thể nói với ta tô dương nằm sấp ở trên tay vịn chỗ ngồi xem hắn không ảnh hưởng ngươi công tác tưởng bách xuyên chỉ là xem một ít văn kiện không làm số liệu phân tích không ảnh hưởng tô dương nghĩ đi nghĩ lại đưa tay khu khu của hắn khuy tay áo tưởng với ngươi tâm sự điện ảnh chuyện Tưởng Bách Xuyên xem màn hình máy tính, đương nhiên cho rằng. Chính là kia bộ, quan suýt không miên đêm. Tô Dương lắc đầu. Là ta tưởng đầu chụp nhất bộ điện ảnh. Tưởng Bách Xuyên ngừng tay thượng động tác, nhìn chầm chầm nàng xem. Ngươi muốn đầu tư điện ảnh. Tô Dương. Ân, đầu tư nhất bộ cùng nhiếp ảnh gia có liên quan điện ảnh. Tưởng Bách Xuyên như có đâm chiêu, hỏi nàng. Tưởng bản thân diễn đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến nàng chụp này bộ điện ảnh lý do. Nàng không thiếu tiền, cũng không thời gian, tưởng đầu đóng phim, định là vì muốn đi thường thử một chút không thể nghiệm quá cuộc sống. Tô Dương nói, ta không diễn, chỉ đầu tư. Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng thở ra, nói với nàng, liền tính ngươi muốn diễn, ta đây một cửa ngươi cũng không thông qua. Hắn không có khả năng làm cho nàng đi diễn điện ảnh, hắn không cho phép nàng kêu nam nhân khác lão công lại càng không hứa nam nhân khác kêu nàng lão bà cho dù là diễn trò đều không được hắn không phải là diễn viên không cái kia chuyên nghiệp tu dưỡng có thể nhận nàng cùng người khác ôm ấp hôn môi tô dương thủ chi cầm nói ta biết ngươi sẽ không đồng ý kỳ thực ngày đó nói với đinh thiến qua đi chính nàng lại cảm thấy nói nhảm mà thôi bởi vì tưởng bách xuyên là sẽ không cho phép nàng cùng nam nhân khác có thân thể tiếp xúc mà chính nàng cũng không pháp chịu được cùng nam nhân khác tới gần. Mà lúc này trong phim, vai nam nữ chính trong lúc đó không thể thiếu ôm ấp hòa thân hôn. Chính nàng không tiếp thụ được, tưởng bách xuyên càng là vô pháp nhận. Cho nên sau này nàng liền bản thân chủ động buông tha cho đi tham diễn. Tưởng bách xuyên xem xong đỉnh đầu này văn kiện, đem nô tê bốt khép lại, chuyên tâm cùng nàng tán gẫu chuyện này. Hỏi nàng, thế nào đột nhiên có tưởng đóng phim này ý niệm? Tô Dương cũng không giấu giếm. Mấy ngày hôm trước cùng Lục Duật Thành cùng Chu Minh Kim ăn cơm khi, Chu Minh Kim thuyết minh đầu năm muốn kế hoạch quay nhất bộ cùng nhiếp ảnh gia có liên quan điện ảnh, muốn cho ta diễn vai nữ chính. Tưởng Bách Xuyên. Ngươi cự tuyệt. Tô Dương lắc đầu, chi tiết nói. Không cự tuyệt, cũng không tỏ thái độ, lúc đó một khi cao hứng liền đem này ra cấp đã quên, quan nghĩ nếu có thể diễn một cái nhiếp ảnh gia, ký có thể thể nghiệm một chút ta không chưa từng thể nghiệm quá cuộc sống có năng lực đem chúng ta nghề này không dễ triển lãm cấp cùng nhiều người xem rất tốt nói xong nàng hơi hơi thở dài vốn đang nghĩ với người thương lượng một chút ta có thể hay không diễn nhưng sau này đầu óc tỉnh táo lại tâm tình cũng bình tĩnh sau liền cảm thấy không hiện thực tưởng bách xuyên đem tay nàng lấy ở lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm bắt ngón tay nàng sợ ba mẹ ta mất hứng Tô Dương gật gật đầu, hơi hơi cúi mâu xem bọn họ đang vào ở cùng nhau thủ. Thanh âm rất nhẹ. Ân, ừ, bọn họ vốn sẽ không xem trọng ta đây cái chức nghiệp, ta muốn là lại đi chụp cái gì điện ảnh, chính là triệt để vào vòng giải trí. Ta không muốn lại cho bọn hắn ngột ngạt. Nói xong, nàng ngẩng đầu, cùng hắn nhìn nhau. Mấy ngày nay không có việc gì khi ta liền sẽ tưởng, đã không có cách nào khác đi diễn này bộ nhiếp ảnh gia đề tài điện ảnh, nhưng ta có thể đầu tư a à, nhiều đầu điểm tiền đi vào đem tự mình tưởng biểu đạt kia bộ phận ở trong phim biểu đạt xuất ra tưởng bách xuyên thưởng thức tay nàng lặng im một lát sau hỏi nàng chụp này bộ điện ảnh chính là muốn cho ba mẹ biết kỳ thực thời thượng nhiếp ảnh gia cũng không dễ dàng tô dương gật đầu ân ừ, ta biết rất nhiều người đối chúng ta nghề này có nói không nên lời thành kiến cảm thấy chúng ta chụp là món đồ quỷ quái gì vậy thấp kém không được nói xong chính nàng cũng không nại cười kỳ thực mỗi một lần tác phẩm đều là chúng ta tỉ mỉ sáng tác cái này cùng đạo diễn sáng tác điện ảnh là giống nhau muốn vắt hết óc không phải là tùy tiện vỗ vỗ có thể đánh ra đến cũng không bao nhiêu nhân có thể lý giải tưởng bách xuyên đưa tay xoa xoa tóc của nàng ta lý giải là được ngươi quản người khác làm cái gì tô dương ngoại nhân thấy thế nào ta thờ ơ nhưng ta còn là hy vọng người trong nhà có thể nhiều lý giải một ít, thậm chí là duy trì. Ta không nghĩ ngươi lão giáp ở ta cùng ba mẹ trung gian khó xử nha. Nếu không phải là lần này Chu Minh Kim đưa ra làm cho nàng diễn nhiếp ảnh gia này nhân vật, nàng còn thật không nghĩ tới dùng này không xem như biện pháp biện pháp, nhưng cha mẹ chồng hơn giải một chút thời thượng nhiếp ảnh gia. Tưởng nói cho bọn họ biết, nàng không phải là hạt chụp loạn chụp, là ở nghiêm cẩn đối đãi trong màn ảnh mỗi một cái hình ảnh tưởng bách xuyên không nói nữa theo trong bao xuất ra một cái bút máy mở ra bàn tay của nàng ở lòng bàn tay nàng viết ba cái chữ to lại viết hôm nay ngày tô dương cảm giác được hắn viết cái gì tự nghi hoặc xem hắn làm chi muốn viết tên của ngươi tưởng bách xuyên thu hồi bút máy tỏ vẻ ta đồng ý tô dương đây là coi nàng là thành văn kiện ký nhưng vẫn là kích động không được đứng dậy hôn hắn vài cái tưởng bách xuyên lại sườn mặt nói với nàng. Nếu thật muốn muốn thể nghiệm diễn trò là cái gì cảm giác, ngươi có thể khách mời cái râu ri tiểu nhân vật, theo ta lần trước ở, quan street không miên đêm, lý giống nhau, chỉ là diễn chuyên nghiệp phương diện nhân vật, không có cảm tình diễn là có thể. Tô Dương một cái kích động. Này ý tưởng ngược lại không tệ, đến lúc đó có thể cho biên kịch chuyên môn cho ta viết cái như vậy nhân vật. Tưởng Bách Xuyên Tân, Thanh, theo sát sau nói xuất trướng thời gian không cần quá dài, tam 50 giây liền không sai biệt lắm. Tô Dương Tưởng Bách Xuyên lặng im một lát, hỏi nàng Có muốn hay không ra kính thời gian hơi chút dài một chút, tỉ như tam 5 phút đồng hồ bộ dạng này. Tô Dương cúi để mắt ra, hữu khí vô lực nói Tưởng nha, nhưng ngươi lại không được. Cho nên muốn cũng là bạch tưởng. Lập tức nàng còn nói. Không khách mời, đến lúc đó ta nhiều đầu điểm tiền, viết cái ta thích nhân vật tiếng nhường tô nịnh nịnh đi diễn. Nhắc tới tiền, tưởng bách xuyên trong đầu không tự chủ hiện ra tưởng mộ tranh câu kia. Ngươi có thể hỏi đồng đồng mượn, nàng theo 18 tuổi liền kiềm giữ các ngươi đầu làm được công ty cổ phần, mấy năm nay chia hoa hồng đâu chỉ ba cái trăm triệu, theo ta đối nàng hiểu biết, nàng khẳng định đem tiền toàn bộ tồn ngân hàng. PS Nhưng ta biết, chúng ta kiêu ngạo tiểu xuyên là sẽ không hướng nữ nhân vay tiền giọt mỉm cười, hắn như có đâm chiêu nhìn về phía Tô Dương, ý có điều chỉ nói. Nếu muốn khách mời khi chiều dài tam năm phút đồng hồ, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ôi! Tô Dương phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt hiếp lại, hồ nghi xem hắn. Cái gì hảo biện pháp? Tưởng bách xuyên sắc mặt như thường, thanh âm trầm tĩnh bằng phẳng. Tỷ như, ngươi có thể hối lộ ta ba cái trăm triệu. Tô Dương. Hoảng hoảng còn nói thêm coi như hết ta rất nghèo tưởng bách xuyên bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video